Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân của Tổng Tài Phản Diện. Chương 141. Quý Khinh Chu cảm thấy phiền, cậu nhìn Thịnh Văn Hy, thành thật nói, ngài thế này rất phiền đấy. Thịnh Văn Hy nhìn ánh mắt không kiên nhẫn của cậu, không biết phải làm thế nào, đành phải nói, vậy cậu cứ bận chuyện của cậu trước đi, tôi đi gặp đạo diễn Khang trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh nói xong cũng không dây dưa nữa, xoay người đi về phía Khang Nhất Thành. Quý Khinh Chu nhìn Thịnh Văn Hy rời đi, cậu đang phiền muộn nên cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, tiếp tục luyện tập thương pháp. Khang Nhất Thành nhìn thấy Thịnh Văn Hy, ông kinh ngạc hỏi, sao cháu lại tới đây? Cháu đến đây chơi, nghe nói chú Khang đang ở chỗ này, nên cháu sang đây chào hỏi chú một tiếng. Thịnh Văn Hy nói, ngoan thế à, Khang Nhất Thành trêu chọc anh, cũng đã tháng 5 rồi đấy. Năm ngoái không ra phim mới, năm nay cháu cũng không tính ra luôn sao? Không vội, Thịnh Văn Hy bình tĩnh nói, gần đây cháu không muốn quay gì cả. Khang Nhất Thành gật đầu, Thịnh Văn Hy nhìn màn hình trước mặt, bên trong là cảnh Văn Hy của Quý Khinh Chu và Thích Hồn. Quý Khinh Chu diễn rất tốt, cho dù bạn diễn là diễn viên gạo cội Thích Hồn thì cậu cũng diễn rất phối hợp, không hề bị chèn ép, ngược lại còn khiến người xem cảm thấy, cha con là phải như thế. Không tệ nhỉ, Khang Nhất Thành nói. Đứa nhỏ này diễn rất có hồn, chú nhìn lý lịch cậu ấy rồi, ra nghề mới hơn một năm, thật hiếm thấy. Cháu biết, Thịnh Văn Hy thành thật nói, trước đó cháu có mời cậu ấy diễn một bộ phim của cháu, nhưng cậu ấy đã từ chối. Sao thế, cậu ấy sợ nhập diễn quá sâu không thoát vai được, nhân vật đấy đến cuối phim tinh thần sẽ hoảng loạn, chết gục bên đường cái, cậu ấy sợ tinh thần bản thân không kham nổi. Khang Nhất Thành gật đầu, cũng bình thường. Đứa nhỏ này là một diễn viên có thiên phú, loại diễn viên này, sợ nhất chính là nhập diễn quá sâu không thoát vai được, cháu quên Tô Liễn rồi sao? Cậu ta quay một bộ điện ảnh tâm lý tội phạm xong, không thoát vai được, cuối cùng tâm lý dần dần sa sút, hầy, đáng tiếc. Nhưng cháu cảm thấy cậu ấy nên nếm thử một chút, Thịnh Văn Hy bình tĩnh nói. Không có nên hay không nên gì ở đây cả, Khang Nhất Thành nói, cả một đời người, tồn tại khỏe mạnh mới có tư cách nghĩ đến những chuyện khác. Nói thật ra, chú cũng không thích chuyện diễn viên nhập diễn quá sâu thoát vai không được này. Năm đó tâm thần Tô Liễn sa sút, cậu ta nghĩ đến chuyện tự sát rất nhiều lần. Chú Lý của cháu cũng phải đi thăm cậu ta rất nhiều lần. Một năm điều chỉnh cảm xúc không đóng phim điện ảnh, năm sau quay phim thương mại. Ông ấy rất thưởng thức Tô Liễn, cho nên đã tự trách một khoảng thời gian dài. Cháu đã từng gặp qua Tô Liễn chưa? Khang Nhất Thành nhìn anh. Thịnh Văn Hy lắc đầu. Khang Nhất Thành cũng đoán thế. Có lẽ cha cháu đã từng gặp. Ông nói, một người trẻ tuổi không tệ, ánh mắt sạch sẽ, gương mặt đẹp, thiên phú cũng cực cao. Văn Hy, cháu còn trẻ, cho nên cháu không biết, cháu thưởng thức diễn viên đó, nhưng sau khi quay xong bộ phim của cháu, cả người diễn viên đó đều bị hủy hoại, là một chuyện vô cùng rất khó chịu. Cháu nên cảm ơn Quý Khinh Chu, nếu cậu ấy đáp ứng lời mời của cháu, nhận diễn bộ phim này, sau đó tâm tình bị hủy hoại. Chuyện này sẽ trở thành cái gai trong lòng cháu, cả đời này cháu cũng không nhổ ra được. Vậy nên cháu thấy đó, về sau chú Lý của cháu không còn quay các bộ phim điện ảnh có đề tài như thế nữa. Thịnh Văn Hy cúi đầu nhìn dáng vẻ Quý Khinh Chu bên trong màn ảnh, cậu đang tỉ thí thương pháp với Thích Hồn. Theo mỗi một tiếng va chạm, ánh mắt cậu dần dần trở nên kiên nghị và tàn nhẫn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khi mũi thương sắp lao về phía Thích Hồn lại xoay người một cái, thành công hất văng mũi thương ra ngoài. Thích Hồn cười nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi đâm rồi. Quý Khinh Chu nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa và bình tĩnh, đáng tiếc, vẫn bị phụ thân nhìn ra. Ngươi là nhi tử của ta, chẳng lẽ ta không thể nhìn thấu ngươi sao? Thích Hồn cười ha ha. Quý Khinh Chu nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ kính ngưỡng khó thấy. Thịnh Văn Hy nhớ tới những lời cậu từng nói, đúng là trên đời này không chỉ có một diễn viên là tôi. Nhưng trên đời này cũng không hề có một mình anh là đạo diễn. Tôi muốn lấy thưởng, nhưng tôi sẽ không diễn phim của anh để lấy thưởng. Đột nhiên anh phát hiện, thật ra anh đang đi vào một đường hầm. Bỗng dưng thấy được Quý Khinh Chu, muốn khai quật cậu. Nhưng anh thấy được, thì những người khác cũng thấy được. Vậy nên, cậu mới xuất hiện trong bộ phim điện ảnh của Khang Nhất Thành. Vậy nên, cậu mới nhận diễn Trần Mộ Ải. Đây là loại hình nhân vật Quý Khinh Chu có thể tiếp thu, tuy cũng là bi kịch. Nhưng Trần Mộ Ải vẫn trước sau như một sống vô cùng thanh tình, tín niệm trong lòng cũng rất rõ ràng, từ lâu đã đem chuyện sống chết quảng ra sau đầu. Quý Khinh Chu biết cậu sẽ nhập vai,
nhưng đồng thời cũng biết bản thân có thể thoát vai được, cho nên cậu mới chủ động thử kính, tranh thủ đoạt lấy nhân vật này. Thật ra cậu không cần phải thúc ép bản thân, chỉ cần vẫn còn có một đạo diễn giống như Khang Nhất Thành, bọn họ sẽ không bỏ qua một viên ngọc thô như cậu, cậu vẫn sẽ có cơ hội tỏa sáng, chẳng qua là dùng một phương thức an toàn hơn mà thôi. Thịnh Văn Hy thở dài, chuyện đã qua được mấy tháng, thời gian trôi qua cũng khiến anh bình tĩnh hơn, quay đầu nhìn lại chuyện vừa rồi, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên có người từ chối anh, và dùng lý do như vậy, nên anh mới không chấp nhận được, thậm chí còn cố chấp giữ vững ý kiến của mình. Nhưng Quý Khinh Chu nói đúng, đúng là anh đã hành xử quá mức, không tôn trọng cậu, khó trách bây giờ nhìn thấy anh, cậu chẳng muốn nhiều lời hơn một câu, Thịnh Văn Hy cảm thấy có hơi nuối tiếc. Buổi tối trước khi kết thúc công việc, Thịnh Văn Hy lại xuất hiện ở trước mặt Quý Khinh Chu một lần nữa, anh hỏi, ăn khuya không? Quý Khinh Chu không để ý đến anh, Thịnh Văn Hy cũng không nhụt chí, tự quyết định nói, xem ra là không muốn ăn rồi. Ngài thế này là có ý gì? Quý Khinh Chu hỏi anh. Không ý gì cả, Thịnh Văn Hy nói, nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng, vậy nên mới lại đến tìm cậu. Ngài muốn nói gì? Cùng ăn khuya đi, tôi mua một ít sủi cảo tôm, chúng ta lên xe rồi nói. Quý Khinh Chu không ăn sủi cảo tôm, nhưng vẫn ngồi vào xe bảo mẫu của Thịnh Văn Hy. Thịnh Văn Hy cũng không miễn cưỡng cậu, trầm mặc một hồi sau đó nói, lần trước là tôi hiểu sai, tôi cho rằng Sở Thành và cậu có quan hệ kia, cho nên mới muốn giúp cậu. Tôi không cần, Quý Khinh Chu bình tĩnh nói. Đương nhiên tôi biết là cậu không cần, ngày đó sau khi nói chuyện điện thoại với cậu, Sở Thành cũng gọi điện thoại cho tôi, nếu hai người có mối quan hệ đó, anh ta sẽ không đặc biệt gọi một cuộc điện thoại, chỉ để nói với tôi rằng, tôi nên tôn trọng cậu. Chuyện này khiến Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, anh ấy gọi cho ngài. Đúng vậy, nói thật anh ta không cần phải gọi cho tôi, hoặc chỉ cần gọi cho tôi không khách khí cảnh cáo tôi là được rồi. Thế nhưng anh ta nói rất nhiều, đứng ở lập trường của cậu nói rất nhiều. Khi đó tôi chỉ muốn cãi nhau với anh ta, đương nhiên, anh ta cũng cãi nhau rất lợi hại. Trên cơ bản tôi chẳng thể nói lại được lời nào, chỉ có thể nghe anh ta mà thôi. Nhưng sau khi cúp điện thoại, bình tâm được 2 ngày, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hai người không phải quan hệ kia. Nhưng cậu lại nói anh ta có thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cậu rồi, đúng là anh ta rất biết suy nghĩ cho cậu. Anh ấy vẫn luôn suy nghĩ cho tôi như thế. Quý Khinh Chu không chút do dự nói. Vậy nên tôi đã suy nghĩ thật lâu, sau đó ra ngoài đi chơi một vòng, nhìn núi cao biển rộng, đến tận bây giờ mới đến tìm cậu. Ngài có thể không tìm đến tôi. Quý Khinh Chu thành thật nói, nếu ngài không xuất hiện ở trước mặt tôi cũng sẽ không tìm đến ngài, cũng sẽ không cố tình nhắc về ngài. Tôi vẫn luôn không biết, cậu là người nói chuyện thẳng thắn đến thế. Thịnh Văn Hy cười cười. Tôi vẫn luôn cho rằng tính tình cậu khá tốt. Tôi nói rồi, tôi không thích người không tôn trọng tôi, ngài hành xử như vậy, tự nhiên tôi sẽ không muốn gặp lại ngài nữa. Nhưng tôi không muốn người mà tôi thưởng thức, cứ thế mà lưu giữ ấn tượng về tôi như thế trong lòng. Quý Khinh Chu, tôi thừa nhận, tôi rất thưởng thức cậu, tôi cũng thừa nhận, con người của tôi, trước giờ luôn xuôi gió xuôi nước, xuất thân của tôi vô cùng tốt, sau đó bước vào giới giải trí này, nhờ có quan hệ của cha tôi. Tất cả mọi người đều nể mặt tôi cũng tranh đua, cũng có được giải thưởng, không chỉ một lần. Cho nên tôi cậy tài khinh người, tôi cũng cảm thấy tôi rất tư bản. Cậu là người đầu tiên từ chối tôi sau khi tôi thành danh, vậy nên tôi đã không muốn tiếp thu chuyện này, tôi muốn cậu phải thỏa hiệp, suốt cả quá trình này, có lẽ tôi đã làm nên một ít chuyện, thế nhưng điểm xuất phát của tôi vẫn là tốt. Có lẽ, Quý Khinh Chu cắt ngang lời anh, Thịnh Văn Hy chịu thua, được rồi, không phải có lẽ. Mà là đã làm. Quý Khinh Chu cười một chút, Thịnh Văn Hy thấy cuối cùng cậu cũng cười rồi, bèn tiếp tục nói, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ cậu không biết, ước nguyện ban đầu của tôi, thật ra là sợ nét diễn của cậu biến mất. Một diễn viên tốt, cần phải có một tác phẩm tầm bổ, có rất nhiều thiên lý mã, nhưng bá nhạc thì lại rất hiếm, tôi muốn trở thành bá nhạc của cậu, tôi cảm thấy cậu có tiềm năng, nhưng cậu cứ mãi chần chừ ở khu an toàn, vậy nên tôi mới muốn thúc giục cậu. Nhưng hiện tại, cậu đã quay phim của đạo diễn Khang, chú ấy sẽ trở thành bá nhạc của cậu, cậu có tác phẩm này của chú ấy, về sau, cũng sẽ có các đạo diễn khác tới tìm cậu, chỉ cần có tác phẩm tốt, tư chất của cậu sẽ không bị lãng phí. Tuy tôi vẫn cảm thấy, cậu nên thử thách nhân vật mà cậu cảm thấy không an toàn này, nhưng đạo diễn Khang lại nói đó không phải là thứ tôi muốn nhìn thấy và tôi cũng không có tư cách cưỡng ép cậu, cho nên, chúng ta ngừng tranh chấp ở đây thôi. Tôi xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia.
cậu có thể tha thứ cho tôi không? Quý Khinh Chu nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói, Thính Văn Hy, tôi rất cảm ơn ngài đã thưởng thức tôi cũng rất vui vì hôm nay ngài đã nói những lời này với tôi không phủ nhận điểm xuất phát của ngài là vì muốn tốt cho tôi, thế nhưng, đúng là cách làm của ngài không được phù hợp với tôi. Cậu nhìn Thính Văn Hy, bình tĩnh nói, tôi nguyện ý tiếp thu lời xin lỗi của ngài, tôi tha thứ cho ngài. Nhưng tạm thời tôi vẫn không muốn hợp tác với ngài, có lẽ sau này tôi trưởng thành hơn rồi, tôi sẽ nguyện ý, nhưng hiện tại, tôi không thể nháy mắt liền quên đi chuyện của quá khứ được. Vậy nên, chúng ta hãy luôn giữ khoảng cách nhất định của một đạo diễn và một diễn viên vốn có, nếu một ngày nào đó, tôi thích một nhân vật nào đó trong kịch bản của ngài, tôi sẽ đi thử kính. Nếu tôi không thích, xin ngài cũng đừng có ép tôi, được không? Vậy nếu chúng ta gặp lại, có thể ngồi xuống thân thiện nói chuyện phiếm với nhau như bây giờ được không? Đương nhiên là được, Quý Khinh Chu nói, nhưng tiền đề vẫn là ngài phải tôn trọng ý kiến của tôi, đừng mang chuyện tôi đã từ chối ra, dây dưa với tôi thêm nữa. Được, ngày mai ngài sẽ không xuất hiện ở phim trường nữa, đúng không? Quý Khinh Chu hỏi. Thính Văn Hy gật đầu, nếu đây là điều cậu muốn, tôi tôn trọng cậu. Cảm ơn, vậy thì, ăn sủi cảo tôm không? Thính Văn Hy đẩy phần sủi cảo tôm sang cho cậu. Quý Khinh Chu nghĩ, cầm lấy một cái, nói, cảm ơn. Đừng khách khí, Thính Văn Hy cười một chút. Quý Khinh Chu nói lời từ biệt với Thính Văn Hy xong, cậu quay về khách sạn nói chuyện này cho Sở Thành nghe. Cậu nhìn Sở Thành trong video, anh giấu em gọi điện thoại cho Thính Văn Hy sao? Anh chỉ muốn cảnh cáo anh ta một chút, ngày đó anh ta chọc em tức giận như vậy, chẳng lẽ anh lại làm ra vẻ không biết gì hết sao? Nhưng Thính Văn Hy nói, anh nói rất nhiều với ngài ấy. Đó là bởi vì, so với cảnh cáo anh ta, anh càng hy vọng em có thể có được điều mà em muốn, em sẽ không vì Thính Văn Hy xảy ra chuyện, mà tâm tình phiền chán sẽ dần tốt hơn, nhưng nếu anh ta có thể nghiêm túc xin lỗi em, chân chính tôn trọng em sẽ không còn so đo chuyện quá khứ nữa, lúc này tâm tình của em mới thực sự là tốt. Dù sao hai người cũng chung một vòng, tuy anh biết cái vòng này xà cá hỗn tạp, nhưng anh vẫn luôn hy vọng em có thể gặp được những người tốt, kết giao bằng hữu, cho dù có người hiểu lầm em, cũng sẽ rất nhanh phát hiện em là người tốt. Thính Văn Hy cũng vậy. Quý Khinh Chu cười, vậy nên em tha thứ cho ngài ấy rồi. Nhưng em vẫn thấy suy nghĩ của em và ngài ấy không hợp. Đến tận bây giờ ngài ấy vẫn nghĩ em nên thử thách kịch bản của ngài ấy đó. Em cảm thấy ngài ấy nên đi xem cuộc sống sinh hoạt của những diễn viên bởi vì nhập diễn quá sâu mà không thoát vai được đi, để có chút hiểu biết, từ đó sẽ không còn suy nghĩ này trong lòng nữa. Anh cũng thấy vậy, thế sau này em có hợp tác với anh ta nữa không? Nếu khi đó ngài ấy vẫn chưa thay đổi quan điểm, em sẽ không hợp tác đâu, bởi vì dù sao thì em vẫn còn vướng hợp đồng 1314 năm yêu đương với người ta, em không có tiền đền bù đâu. Sở Thành cười khẽ, em nhớ rõ là được, yên tâm đi, chuyện gì quên chứ em không quên chuyện này. Cậu hàn huyên với Sở Thành thêm một lúc nữa, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới vào phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Quả nhiên, ngày hôm sau Thính Văn Hy không còn xuất hiện ở phim trường nữa, Quý Khinh Chu thấy anh nói được làm được. Cảm thấy lần này đúng là anh đã thay đổi được một ít. Hy vọng sau này Thính Văn Hy có thể hiểu được mỗi một diễn viên không cần phải hiến thân vì nghệ thuật nữa, Quý Khinh Chu nghĩ. Về phía Thính Văn Hy, anh đang lái xe đến nhà Tô Liễn, anh biết được cái tên này là nhờ Khang Nhất Thành, anh muốn xem thử, rốt cuộc một người nhập diễn quá sâu sau này sẽ trở nên như thế nào, có phải thật sự không thể thoát vai được hay không, đồng thời cũng nhìn xem, người đã từng khiến Khang Nhất Thành và đạo diễn Lý cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại đã thay đổi như thế nào? Thính Văn Hy mới vừa đi, Sở Thành liền tới thăm đoàn, anh nhìn Quý Khinh Chu, nhạy bén phát hiện dường như cậu gầy hơn rồi. Chương 142, gầy sao? Quý Khinh Chu không tự ý thức được, có thể là do em vận động nhiều, anh đứng ra xa một chút, để em diễn cho anh xem. Cậu vừa nói xong, liền cầm ngọn thương lên, biểu diễn một đoạn vũ hí cho Sở Thành xem, Sở Thành nhìn cậu mặc một bộ trang phục màu trắng ngắn tay. Trên tay cầm một cây trường thương mạnh mẽ oai phong, chợt cảm thấy thật đẹp mắt. Quý Khinh Chu hưng phấn nói, em đã thương lượng với đạo diễn rồi, quay bộ phim này xong, cây thương này sẽ là của em, đến lúc đó em sẽ mang về để trong nhà, ai dám tới khi dễ em sẽ cho người đó nếm thử sự lợi hại của em. Sở Thành nhịn không được vỗ tay cho cậu, ý kiến hay, sau này em chơi thêm côn ba khúc nữa đi, mang theo phòng thân, ai dám khi dễ em cứ tung côn ra. Đánh răng rơi đầy đất mới thôi. Ừ,
Quý Khinh Chu cười nói. Sở Thành nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, bèn tiến lên khẽ nhéo gương mặt cậu một cái, cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Sở Thành ở đoàn phim được 3-4 ngày, nhìn thấy được bất kể là đạo diễn Khang hay Thích Hồn, tất cả đều chiếu cố cậu rất tốt, lúc này mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, anh hỏi Quý Khinh Chu, Thịnh Văn Hy có còn tìm em nữa không? Gần đây thì không, nếu ngài ấy tìm em sẽ nói với anh. Vậy là tốt rồi, vậy em cứ chuyên tâm đóng phim, có chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh, ăn nhiều một chút. Sở Thành vỗ vỗ cái bụng nhỏ của cậu. Quý Khinh Chu đáp ứng qua loa, cậu cảm thấy quả nhiên Sở Thành xem cậu như một đứa con để nuôi dưỡng. Cậu cười tạm biệt Sở Thành, vừa xoay người là lại tiến vào vòng tròn bận rộn. Nhưng mà điều khiến người khác không thể nghĩ tới chính là, đương lúc đang ghi hình, lại xảy ra một chuyện không lớn mà cũng không nhỏ. Sự tình phát sinh vào tháng 6, Quý Khinh Chu cùng Thích Hồn đang quay một màn vũ hí. Màn diễn này là cảnh lần đầu tiên Trần Diệu Trung giao chiến với Trần Mộ Ải. Hai người đều ở trên lưng ngựa, trường thương giao nhau, phụ tử phản bội. Quý Khinh Chu leo lên ngựa trước, sau đó Thích Hồn cũng nhanh chóng leo lên. Thời điểm vừa ngồi lên yên ngựa, ông mơ hồ cảm giác được dường như yên ngựa không được buộc chặt cho lắm, nhưng cũng không để tâm nhiều đến nó. Quý Khinh Chu nhận thương, bắt đầu múa thương với Thích Hồn. Thích Hồn đã từng quay không ít cảnh đánh võ thế này, ông siêng năng rèn luyện, sức lực cũng lớn, hơn nữa tính cách của Trần Diệu Trung uy dũng, cho dù là lập tức giao thủ, biên độ động tác cũng rất lớn. Thích Hồn đánh với Quý Khinh Chu được mấy hiệp, càng cảm giác được chắc chắn yên ngựa có vấn đề, dường như dáng ngồi của ông đang bị nghiêng. Đương lúc ông tính nói chuyện này, Quý Khinh Chu đã vung thương đánh tới, Thích Hồn chờ tay đánh trả, nhưng cũng vì thế mà trực tiếp ngã ngựa xuống đất. Con ngựa hí vang một tiếng, Quý Khinh Chu nghe tiếng ngựa kêu, nhìn sang thì thấy Thích Hồn đã bị hất ngã xuống đất, cậu hoảng sợ, các nhân viên tuần ngựa cũng lập tức tiến lên kéo hai con ngựa ra. Dưới sự trợ giúp của nhân viên tuần ngựa, Quý Khinh Chu vội vàng leo xuống, cậu chạy đến bên cạnh Thích Hồn, khẩn trương hỏi, anh không sao chứ? Người đại diện của Thích Hồn, đạo diễn Khang và các nhân viên công tác ở gần đó cũng chạy tới, lo lắng hỏi Thích Hồn, làm sao vậy? Có sao không? Người đại diện của Thích Hồn có chút trách cứ nhìn Quý Khinh Chu, quát lớn nói, sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Thích Hồn nghe vậy, bèn lên tiếng giải thích, không liên quan đến Tiểu Chu, là do yên ngựa có vấn đề, mới vừa ngồi lên yên ngựa tôi đã cảm giác được không ổn rồi, nhưng dù vậy cũng không để tâm, Tiểu Chu chỉ diễn bình thường như mọi ngày, không phải lỗi cậu ấy. Quý Khinh Chu thấy nguyên nhân không phải do cậu lúc này mới yên tâm, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nói, ngại quá anh Thích, tôi không để ý đến trạng thái của anh, không thì cũng dừng lại trận đấu này rồi. Thích Hồn xua tay, cậu không cưỡi ngựa của tôi, sao có thể biết được yên ngựa của tôi có vấn đề, không liên quan đến cậu. Thích Hồn nói rất rộng lượng, ông là một diễn viên gạo cội, đã từng gặp phải rất nhiều chuyện so với Quý Khinh Chu, chuyện té ngựa lần này, đối với ông mà nói, không phải là chuyện gì lớn, ít nhất, ông cảm thấy cú ngã này không có gì nghiêm trọng. Huống hồ chính ông cũng không để chi tiết nhỏ này trong lòng, làm sao có thể trông cậy Quý Khinh Chu có thể nhìn thấu mọi chuyện đây, bởi vậy ông đứng lên, vỗ đất cát trên quần áo, nói, tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng nghĩ nhiều, cũng không phải chuyện lớn. Mới nói được một nửa, chợt cảm giác có gì đó không đúng, Thích Hồn thử đi hai bước, quả nhiên, một cơn đau thấu tim từ cổ chân mang đến, người đại diện thấy sắc mặt ông không đúng, liền vội vàng đỡ ông, hỏi, làm sao vậy, A Hồn? Chật chân rồi, Thích Hồn nói, nhân viên y tế trong đoàn nhẹ nhàng cởi giày Thích Hồn, xem xét một chút, cơ bản có thể xác định chỉ bị chật chân, không quá nghiêm trọng, nhưng để yên tâm vẫn nên đến bệnh viện chụp X-quang. Đạo diễn Khang nghe vậy, lập tức tiến lên nói với Thích Hồn, đi bệnh viện đi, nhìn xem có nghiêm trọng không. Thích Hồn gật đầu, Quý Khinh Chu muốn đi cùng ông, Thích Hồn sợ nhiều người sẽ khiến chuyện bé xé ra to, ông bèn nói, cậu cứ ở yên đây đóng phim đi, không phải chuyện lớn, không nghiêm trọng, ngược lại cậu đi với tôi thế này chuyện sẽ dần nghiêm trọng đấy, không sao đâu, đừng lo lắng. Quý Khinh Chu đành phải đáp ứng, vậy anh Thích, anh kiểm tra xong thì nói với tôi một tiếng nha. Được, Thích Hồn trả lời, nói xong, người đại diện và trợ lý liền đỡ ông lên xe bảo mẫu. Quý Khinh Chu vẫn đứng yên tại chỗ, cậu có chút phiền muộn, Khang Nhất Thành vỗ vỗ bờ vai cậu, khuyên, không sao đâu, này có là gì, năm đó Thích Hồn đóng phim, còn bị gãy tay đấy, lần này chỉ bị chật chân, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải tại cậu, vừa rồi Thích Hồn cũng nói rồi mà,
là do yên ngựa có vấn đề, để tôi tìm nhân viên điều chỉnh yên ngựa hỏi một chút, hỏi xem chuyện thế nào, cậu cũng đừng lo lắng quá, đi nghỉ ngơi chút đi, thích hồn không có ở đây, chúng ta sẽ quay các cảnh của cậu trước. Dạ vâng, Quý Khinh Chu thấy Khang Nhất Thành đã mở lời khuyên, cũng không tiếp tục tự trách nữa, nhanh chóng vực dậy tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Thế nhưng, Khang Nhất Thành và Quý Khinh Chu đều không chú ý, ở cách đó không xa, có một người đã trộm quay được một màn này. Người nọ nhìn đoạn video trong điện thoại, hung hăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quý Khinh Chu. Nhân dịp kỳ nghỉ, Tử Oánh đến chơi ở thành phố điện ảnh, cô vừa mới thi đại học xong, đây là thời điểm thoải mái nhất, có cả đống thời gian để tiêu xài. Từ xa cô đã thấy được đoàn phim Minh Ám, bởi vì thích thích hồn, nên cô cũng lại gần đoàn phim xem. Cô đã đến thành phố điện ảnh này rất nhiều lần, biết tránh ở đâu thì sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên, nhân viên công tác đoàn phim chỉ lo tuần tra các nơi hay có phóng viên hoặc các fan vây xem mà thôi, không hề chú ý đến chỗ cô đang đứng. Nhân cơ hội này Tử Oánh cũng chụp rất nhiều ảnh của thích hồn, sau đó bắt đầu quay video. Nhưng đứng lúc quay video, cô nhìn thấy Quý Khinh Chu đánh thích hồn ngã khỏi ngựa, Tử Oánh kinh ngạc một chút, cô ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, quả nhiên thích hồn đã ngã xuống mặt đất. Tử Oánh tức giận hận không thể tiến lên chất vấn Quý Khinh Chu, cậu làm gì vậy, ra tay không biết nặng nhẹ sao. Cô nhìn thích hồn được đỡ lên xe bảo mẫu, lòng vô cùng tức giận nhìn đoạn video vừa mới quay được, dần dần đưa ra quyết định. 3 giờ chiều hôm đó, có một account marketing đã đăng một dòng trạng thái lên Weibo, diễn viên trẻ tuổi bây giờ ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả, không hề biết tôn trọng tiền bối. Phía dưới là một đoạn video đính kèm, cảnh Quý Khinh Chu giao thủ với thích hồn, Quý Khinh Chu vung thương qua, đánh thích hồn ngã khỏi ngựa, dân cư mạng sôi nổi khiếp sợ, đồng loạt cảm thán người này chẳng biết nặng nhẹ gì, đánh ngã người ta thế này lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây. Chỉ là tập luyện trước khi quay, không phải quay thật, thế mà lại đánh người khác ngã ngựa, đặc biệt đối phương còn là tiền bối của cậu ta nữa, thật chẳng ra sao cả. Rõ ràng thích hồn, yêu trẻ, bằng không Quý Khinh Chu tay yếu chân mềm kia, sao có thể cản được một thương của thích hồn, kết quả cậu ta lại dồn toàn bộ hỏa lực để giao thủ, khiến thích hồn ngã xuống đất. Ui quá kiêu căng rồi, tôi đã nói cậu ta có người hậu thuẫn phía sau rồi mà, được cưng chiều đến mức không biết trời cao đất rộng. Khoan đã. Từ khi nào Quý Khinh Chu có tư cách đóng phim với thích hồn vậy? Đây là phim điện ảnh à, hay là phim truyền hình? Lầu Trên Trốn Học đúng không? Phim mới của đạo diễn Khang Á, hôm đó tuyên truyền xong Weibo và diễn đàn náo nhiệt một trận, thế mà Lầu Trên vẫn học thiếu được, xem ra kỳ thi cuối kỳ khá nguy hiểm đấy. Nhưng rốt cuộc tại sao đạo diễn Khang lại chọn Quý Khinh Chu, một người không biết tôn trọng tiền bối như cậu ta mà lại có thể lọt vào mắt đạo diễn Khang, không đáng bằng thích hồn. Không sai, không đáng giá. Quý Khinh Chu nghĩ thích hồn không có fan sao? Bị đánh ngã khỏi ngựa thế này, thích hồn không cần mặt mũi sao? Quý Khinh Chu xin lỗi đi. Đau lòng thích hồn, Quý Khinh Chu xin lỗi đi. Quý Khinh Chu xin lỗi đi. Rất nhanh, fan thích hồn và quần chúng ăn dưa liền chạy đến Weibo Quý Khinh Chu, đồng loạt tỏ vẻ muốn cậu phải lên tiếng xin lỗi vì chuyện lần này. Anti-fan của Quý Khinh Chu thấy thế, cũng mang chuyện này lên khắp diễn đàn. Dẫn đường dư luận nói cậu không tôn kính tiền bối, ỷ vào có người phía sau mà kiêu căng ngạo mạn. Tử Oánh nhìn hết tài mọi chuyện, lúc này mới lộ ra tươi cười, vì muốn làm lớn chuyện này, cô đã đặc biệt tìm người liên hệ một account marketing có tích V, để tất cả mọi người đều có thể thấy được một mặt tốt bụng này của Quý Khinh Chu. Khởi động máy mở miệng ra nói anh này anh nọ, nhưng sau lưng lại đánh người khác ngã khỏi ngựa, thật là dối trá. Chờ đến khi Tiểu Tiền phát hiện chuyện này, diễn đàn đã đăng được khá nhiều bài rồi, Quý Khinh Chu và thích hồn cũng nằm trong top 40 hot search. Lúc này Chu Thành Phong vẫn đang ở bên cạnh Liên Cảnh Hành chuẩn bị chương trình giải trí mới. Tiểu Tiền liền trực tiếp báo cáo chuyện này cho Quý Khinh Chu. Em nghĩ nên để bên phía anh thích đăng Weibo giải thích giúp anh. Chuyện này cho dù chúng ta có giải thích thế nào, cũng không bằng lời nói của anh thích. Ừ, Quý Khinh Chu đồng ý. Cậu nhìn hot search trên Weibo, bình tĩnh nói, không cần gỡ hot search xuống. Gỡ xuống có nghĩa là chúng ta chột dạ, chỉ cần anh thích bác bỏ tin đồn, tôi chia sẻ bài đăng, như vậy cũng sẽ khiến bộ phim hot hơn. Được, vậy để em liên hệ người đại diện của anh thích. Để tôi, Quý Khinh Chu nghĩ, tôi nói thì sẽ có thành ý hơn, cậu cứ đi làm những chuyện khác đi, để chuyện này cho tôi xử lý. Tiểu Tiền nhìn Quý Khinh Chu, mơ hồ cảm thấy không biết từ khi nào Quý Khinh Chu đã dần trở nên thành thục hơn trước rất nhiều, cũng đúng thôi, Tiểu Tiền nghĩ. Đã 2 năm trôi qua rồi,
Quý Khinh Chu cũng đã dần quen thuộc với các quy tắc trong giới giải trí này rồi. Tuy thoạt nhìn Quý Khinh Chu không khác hồi mới vào giới giải trí là bao, vẫn trong sáng thanh thuần như một khối thủy ngọc, nhưng dù sao Quý Khinh Chu cũng đã trưởng thành hơn. Tiểu Tiền vui vẻ nói, ok anh, giao toàn bộ chuyện này cho Quý Khinh Chu xử lý. Sau khi Tiểu Tiền rời đi, Quý Khinh Chu sắp xếp ngôn từ một chút, sau đó gọi điện thoại cho Khang Nhất Thành, tường thuật lại tình huống hiện tại, hy vọng đoàn phim có thể phối hợp cậu đưa ra một lời giải thích. Sau đó, cậu liền gọi cho Thích Hồn. Cậu không vội vàng đi thẳng vào vấn đề, mà là hỏi thăm tình hình thương thế của Thích Hồn trước, biết ông không có vấn đề gì, bèn mở lời nói về chuyện dân cư mạng đang bàn tán. Thích Hồn rất kinh ngạc, có chuyện này nữa sao? Được rồi, tôi biết rồi, Tiểu Chu, cậu đừng lo lắng, tôi biết giúp cậu thế nào mà. Ông vừa nói xong, bèn cảm thán với người đại diện một câu, thời buổi bây giờ, minh tinh lưu lượng cũng chẳng phải chuyện tốt gì, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm, không cũng bị nói thành có. Chương 143 người đại diện có chút tò mò, chuyện gì thế? Thích Hồn tường thuật mọi chuyện lại cho người đại diện nghe, kế đó ông lấy điện thoại di động ra tìm và đăng một tấm hình chụp chung với Quý Khinh Chu lên Weibo, với nội dung, chàng thiếu niên trung nghĩa, tự mình cố gắng trên sa trường, quay phim cùng người trẻ tuổi, cảm giác như bản thân đang dần trẻ hóa hơn vậy. Có điều sức lực Tiểu Chu vẫn chưa tốt, nên tiếp tục rèn luyện thêm. Quý Khinh Chu thấy ông vừa đăng Weibo, lập tức chia sẻ, cảm ơn anh Thích đã hướng dẫn, tôi sẽ nỗ lực hơn. Fan Quý Khinh Chu thấy Thích Hồn đăng Weibo, lập tức chụp màn hình đăng lên khắp diễn đàn, cả đám đồng loạt tỏ vẻ, ai nói Thích Hồn với Quý Khinh Chu như nước với lửa vậy. Quan hệ hai nhà người ta tốt thế này, Thích Hồn đã nói sức lực của Quý Khinh Chu chưa tốt, đã chưa tốt thì sao có thể đánh người khác ngã khỏi ngựa được, chắc chắn khi ấy ngựa xảy ra vấn đề. Các dân cư mạng còn lý trí cũng cảm thấy dường như Quý Khinh Chu không phải loại người không biết chừng mực như vậy, huống hồ khi nhìn sang các dòng chữ Thích Hồn vừa đăng trên Weibo kia, bỗng dưng cảm giác hình như ông còn rất thích Quý Khinh Chu, nếu Quý Khinh Chu thật sự cố ý, sao Thích Hồn lại đăng một bài Weibo bác bỏ tin đồn thế này. Hẳn là ngoài ý muốn, Thích Hồn thiếu điều là chưa công bố thẳng thừng mọi chuyện không liên quan đến Quý Khinh Chu nữa thôi, nếu thật sự có liên quan, với tính cách của Thích Hồn, sẽ không đăng Weibo như vậy đâu. Đúng vậy, lại còn đăng vào đúng lúc này, rõ ràng là vì muốn giúp Quý Khinh Chu bác bỏ tin đồn. Đương lúc mọi người đang thảo luận, chợt có người đăng bài lên diễn đàn với nội dung, đoàn phim Minh Ám vừa ra thông cáo, không liên quan đến Quý Khinh Chu, là do yên ngựa xảy ra vấn đề. Mọi người đồng loạt nhấn vào bài đăng xem, bài đăng chỉ vỏn vẹn một tấm hình. Nội dung rất đơn giản, giấy trắng mực đen đóng dấu đỏ, làm sáng tỏ sự việc, do sai lầm của nhân viên công tác, khiến yên ngựa chưa được trang bị thỏa đáng, dẫn tới khi diễn tập xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thích Hồn ngã ngựa. Vì thế, đoàn phim tỏ vẻ xin lỗi sâu sắc, đồng thời cũng sẽ phụ trách các phí thăm khám trị liệu trật chân của Thích Hồn. Kế đó sẽ nâng cao chú ý, kiểm tra các đạo cụ trong đoàn, ngăn chặn chuyện này phát sinh thêm lần nữa. Bài thanh minh này rất chuyên nghiệp, vừa nói rõ nguyên nhân ngã ngựa của Thích Hồn, đồng thời cũng vừa nói rõ thương thế của Thích Hồn. Fan Thích Hồn thấy được idol chỉ bị trật chân, lúc này không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm đó video chỉ quay đến cảnh Thích Hồn ngã ngựa, so với chuyện Quý Khinh Chu có cố ý làm ra chuyện này không, có cư xử chừng mực hay không, các fan càng lo lắng về thương thế của Thích Hồn nhiều hơn. Hiện tại thấy được thương tích của Thích Hồn không nặng, đồng thời đoàn phim và Thích Hồn đều đồng loạt tỏ vẻ chuyện không liên quan đến Quý Khinh Chu, vì vậy bọn họ cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Cả đám chạy đến dưới Weibo Thích Hồn, dặn dò ông dưỡng thương thật tốt. Dân mạng ăn dưa đến đây, cũng biết mọi chuyện đã tan rồi, dù sao thì, đương sự cũng đã tỏ vẻ không liên quan đến Quý Khinh Chu rồi, người ngoài như bọn họ còn lòng đầy căm phẫn ở đây làm gì nữa. Chỉ còn lại Tự Oánh và anti-fan của Quý Khinh Chu không chịu bỏ qua. Xảy ra chuyện náo nhiệt lần này là do đoàn phim bao che Quý Khinh Chu, nhưng fan Quý Khinh Chu lại vịn vào điều này phản bác lại, đoàn phim bao che Quý Khinh Chu, vậy Thích Hồn cũng đang bao che cho anh ấy sao? Bộ không thấy Thích Hồn nói sức lực anh ấy chưa tốt, cần phải rèn luyện thêm mà. Chẳng lẽ phải khiến Thích Hồn nói rõ từng câu từng chữ rằng, chuyện tôi ngã ngựa không liên quan đến Quý Khinh Chu, mới chịu à? Tự Oánh không hiểu, rõ ràng cô đang lên tiếng thay cho idol nhà cô. Vì sao idol của cô lại vả mặt cô thế này, dưới cơn giận dữ cô trực tiếp thoát fan Thích Hồn. Sau đó tới lượt account marketing kia, sau khi bị đoàn phim Minh Ám yêu cầu gỡ đoạn video xuống, kế đó cũng phải chịu hàng loạt cơn tức giận mắng chửi từ fan Quý Khinh Chu, cũng tại mấy account marketing các người,
nên mới có nhiều diễn viên đang ngoan ngoãn đóng phim lại bị bôi đen nhiều đến thế. Đoàn phim Minh Ám cấm thăm đoàn, cấm quay chụp, cấm người lảng vảng xung quanh, mấy người có được đoạn video này từ đâu, đã quay lén còn đi bôi đen người khác, để ý mặt mũi chút đi. Đến cuối cùng, trận náo nhiệt này lại khiến bộ phim Minh Ám càng hot hơn nữa. Thương tích của Thích Hồn không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi được 2 ngày, ông đã có thể quay về đoàn phim rồi. Trong 2 ngày này, Quý Khinh Chu cũng có đến thăm ông, vốn dĩ Thích Hồn muốn đăng một bài lên Weibo nữa, nhưng lại bị cậu ngăn cản, không cần đâu, đăng lên sẽ có người cảm thấy tôi chột dạ nên mới đến thăm anh, nên không cần đâu. Thích Hồn nhìn dáng vẻ thoải mái không quan tâm chuyện đời của cậu, bèn cười nói, cậu thật hiểu chuyện. Vì tôi cũng hay lên mạng mà, Quý Khinh Chu cảm thấy Internet đúng là một người thầy giỏi, cho nên tôi đã nhìn thấy được mấy bài bôi đen tương tự như vậy rồi. Ban đầu khi nhìn thấy những bài đó tôi còn rất kinh ngạc, dần dà, tôi cũng không để bụng mấy chuyện đó nữa. Là minh tinh mà, sao lại không có người chán ghét mình cho được, có người thích thì cũng sẽ có người chán ghét, chuyện này rất bình thường, vậy nên, chúng ta không cần phải để ý đến những người luôn chán ghét mình nữa, bởi vì cho dù chúng ta có làm việc tốt, bọn họ cũng sẽ không thích chúng ta. Tâm tư trạng thái tinh thần của cậu cũng không tồi. Quý Khinh Chu cười cười, đưa một quả trái cây sang cho ông. Thích Hồn trở về phim trường, đương nhiên Quý Khinh Chu rất vui vẻ. Khang Nhất Thành còn vui vẻ hơn cả cậu, sau khi trao đổi với Thích Hồn về tình hình thương tích, xác định không có vấn đề gì, Khang Nhất Thành mới bảo Thích Hồn đi thay diễn phục. Sau khi thay xong, Thích Hồn lại đặc biệt chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo, tỏ vẻ sắp phải ra chiến trường lần nữa. Các fan thấy ông tiếp tục quay phim, đoán rằng có lẽ thương tích của ông đã tốt hơn nhiều rồi, bèn sôi nổi nói, anh Thích cố lên. Bởi vì trước đó Thích Hồn hỗ trợ bác bỏ tin đồn, nên fan Quý Khinh Chu cũng có ấn tượng tốt về ông, thế nên cũng đồng loạt nhắn, cảm ơn anh Thích cố lên. Dưới sự động viên của fan hai nhà, tháng 8, hai vị diễn viên chính Quý Khinh Chu cùng Thích Hồn của đoàn phim Minh Ám chính thức đóng máy. Hai người đóng máy chung một ngày, vì thế, đoàn phim cố ý tổ chức tiệc đóng máy cho hai người họ, Thích Hồn kéo Quý Khinh Chu sang một bên, nhờ người chụp hộ một tấm chung hậu trường, sau đó đăng lên Weibo. Rất nhanh Quý Khinh Chu cũng chia sẻ, cảm ơn Thích Hồn đã giúp đỡ trong 3 tháng vừa qua. Thích Hồn trả lời, không có gì, đừng khách sáo. Mọi người cùng nhau dùng bữa vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm sau, Quý Khinh Chu cùng Thích Hồn cùng đi đến sân bay. Các chị trực sân bay bên Quý Khinh Chu còn đặc biệt chụp những tấm hình hai người vừa nói vừa cười, đăng lên khắp các diễn đàn, tỏ vẻ không ngờ quan hệ của hai người lại tốt đến vậy. Quần chúng ăn dưa cũng không ngờ trái dưa này lại kéo đến tận bây giờ. Chỉ có thể cảm thán có lẽ Thích Hồn thật sự rất thích Quý Khinh Chu, khó trách lúc ấy ông lại là người đầu tiên giúp Quý Khinh Chu bác bỏ tin đồn. Nhưng Quý Khinh Chu đã không còn để ý chuyện này từ lâu rồi, cậu vội vã lên máy bay, nóng lòng muốn về nhà, chỉ hy vọng có thể về sớm một chút nhìn thấy Sở Thành. Sở Thành đậu xe cách sân bay tầm 2 căn nhà, anh đang ngồi trong xe gọi điện thoại cho Liên Cảnh Hành, trước đó Quý Khinh Chu đã từng nói với anh, tháng 8 này. Hai người họ sẽ đi quay chương trình giải trí của Liên Cảnh Hành và đạo diễn Quyết Chiến 48 giờ cùng sản xuất. Nhưng giữa tháng 8 là sinh nhật của Quý Khinh Chu, Sở Thành đang tính thương lượng với Liên Cảnh Hành, muốn rời ngày ghi hình lại, hoặc là sẽ tổ chức sinh nhật cho Quý Khinh Chu trong lúc ghi hình. Tôi ủng hộ ý kiến tổ chức sinh nhật Khinh Chu trong lúc ghi hình, bởi vì ngày ghi hình đã được sắp đặt hết rồi, nếu rời lại, sẽ có xung đột với các nghệ sĩ khác. Đương nhiên, nếu ngài vẫn muốn rời lịch, tôi và đạo diễn vẫn sẽ cố gắng phối hợp với ngài. Dễ dàng vậy sao? Sở Thành kinh ngạc, Khinh Chu đến tham gia chương trình này, xem như cũng đang giúp đỡ tôi rồi, đương nhiên tôi sẽ ưu tiên em ấy hơn. Liên Cảnh Hành nói, vậy được rồi, tôi sẽ suy xét, tối nay sẽ trả lời cậu. Vâng, Sở Thành vừa cúp điện thoại, chợt nghe được có tiếng mở cửa, anh vừa quay đầu liền thấy, quả nhiên là Quý Khinh Chu. Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Quý Khinh Chu hỏi anh. Liên Cảnh Hành, Sở Thành giúp cậu thắt dây an toàn, sau đó lại hỏi, em muốn tổ chức sinh nhật trong lúc quay hình chương trình giải trí hay sinh nhật xong rồi mới quay? Lúc này Quý Khinh Chu mới chợt nhớ đến, sinh nhật nguyên chủ là giữa tháng 8 ngay lúc đang ghi hình, gần đây cậu vẫn luôn bận rộn quay phim, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Sao cũng được, Quý Khinh Chu nói, nhưng nếu tổ chương trình đã xác định thời gian rồi, vậy thì cứ tiếp tục quay hình đi. Người ta sửa lại lịch trình cũng phiền phức lắm, có khi sẽ không khớp nữa, thôi đừng gây phiền quá. Thế cũng được, vừa khéo có thể quay hình, làm kỷ niệm cho em. Quý Khinh Chu cười cười, ừm,
nhưng như vậy cũng khiến em cảm thấy có hơi xấu hổ. Cậu nhìn Sở Thành, nghĩ ngợi một hồi vẫn cảm thấy xấu hổ khi tổ chức sinh nhật ở trước máy quay, hay là chỉ hai chúng ta thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó, đừng để tổ chương trình biết và tổ chức sinh nhật, chỉ hai chúng ta thôi. Cũng được, sinh nhật của cậu, đương nhiên Sở Thành sẽ chịu theo ý cậu, vậy để anh gọi lại cho Liên Cảnh Hành, bảo cậu ta đến lúc đó đừng làm ồn ào quá. Quý Khinh Chu gật đầu, nhưng lần này chúng ta ghi hình ở nông thôn, không biết anh có chịu được không? Đừng xem thường anh, Sở Thành nói, anh là người có năng lực thích ứng rất mạnh, em vẫn nên lo cho chính em đi thì hơn. Ồ, vậy đến lúc đó nhìn xem, trong hai chúng ta, ai sẽ thích ứng hơn? Sở Thành nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khá thú vị, anh hỏi, em biết chương trình giải trí chúng ta tham gia tên là gì không? Không phải Thiếu Niên Du Ngoạn à? Đây là tên do tổ chức chương trình đặt ra, không thích hợp với hai chúng ta. Cũng đúng nhỉ, chúng ta đã tầm tuổi này rồi, cũng không còn là thiếu niên nữa, thế nên gọi là gì? Thanh Niên Du Ngoạn à? Sở Thành nhìn cậu, sau đó anh cười nói, anh với em tham gia, nên chương trình này phải gọi là Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, mới đúng. Quý Khinh Chu nghe vậy, nháy mắt liền cười ra tiếng. Không đúng sao? Sở Thành hỏi cậu, đúng đúng, Quý Khinh Chu gật đầu. Cậu nhìn Sở Thành, cảm thấy anh đúng là quỷ logic, cái gì anh cũng nói được, anh nói rất đúng, đáng tiếc Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, không mời chúng ta. Không sao, để ba tự mình dẫn con đi. Sở Thành hôn cậu một cái, đi thôi, hiện tại ba không muốn đi đâu hết, ba chỉ muốn mang con về nhà thôi. Quý Khinh Chu nhịn không được cúi đầu cười khẽ, chợt cảm thấy sao anh có thể có nhiều ý nghĩ kỳ diệu thế này nhỉ, khó trách lại đi viết tiểu thuyết. Cậu ở nhà ngây người được mấy ngày. Sau đó đến bệnh viện thăm Uông Phương, xác định bệnh tình Uông Phương đang chuyển biến tốt đẹp, tâm tình liền sung sướng cùng Sở Thành thu thập hành lý chuẩn bị tham gia ghi hình chương trình giải trí. Mùa 1, chương trình sẽ quay hình tại một nông thôn ở Tây Bắc, Liên Cảnh Hành đã từng nói với hai người họ, sơn thôn này tương đối nghèo, vị trí cũng rất đón nắng, để hai người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng vì vậy, lúc chuẩn bị quần áo, Quý Khinh Chu và Sở Thành đều chuẩn bị các loại quần áo và giày dễ dàng hoạt động. Dễ dàng thay đổi để tiện sinh hoạt. Quý Khinh Chu cẩn thận hơn Sở Thành, trước khi đi cậu còn mở vali ra kiểm tra từng món một, cảm thấy đủ rồi lúc này mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, hai người ngồi máy bay đi đến thành phố Y, các nhân viên ghi hình đã tập hợp tại khách sạn thành phố Y từ sớm, sau đó mọi người sẽ cùng lên xe buýt đi đến sơn thôn. Dư An Nghi cũng đi ra từ cổng VIP giống hai người họ, Sở Thành nhìn từng cái vali lớn nhỏ bên cạnh cô, liền kinh ngạc nói. Quay có 3 ngày thôi, em mang nhiều đồ vậy. Anh thì biết cái gì, con gái ra đường có thể giống con trai được sao? Vali này là váy, vali này là quần và giày, vali này là đồ trang điểm. Em còn mang theo váy, không phải chúng ta đi thể nghiệm sinh hoạt sao? Mặc váy có ổn không? Thể nghiệm sinh hoạt sao lại không được mặc váy? Dư An Nghi khó hiểu, bộ trên núi không có cô gái nào mặc váy à? Không phải thế. Lần đi này chúng ta còn phải làm việc, mặc váy làm việc không tiện. Có sao đâu, em sẽ mặc váy quần. Dư An Nghi đắc ý nói. Chương 144 Quý Khinh Chu hỏi thử, cậu có quần jean không? Trời nóng thế này, tôi không mặc quần jean đâu. Vậy cậu nói quần là, váy quần và quần đùi á? Vậy cậu mặc quần đùi đi. Quý Khinh Chu đề nghị, tôi sợ cậu mặc váy làm nông, dân cư mạng sẽ nói thái độ cậu không nghiêm túc. Dư An Nghi bất mãn. Tôi chỉ cần làm tốt công việc là được rồi mà. Thế cậu phải cố gắng lên nha. Yên tâm, không thành vấn đề. Sở Thành không biết nói gì nhìn trời, gì mà không thành vấn đề, là vấn đề lớn đó biết không, một đại tiểu thư như Dư An Nghi, trải qua cuộc sống nông thôn kiểu gì đây? Anh nhìn Dư An Nghi, chỉ cảm thấy đại tiểu thư nhà này, chẳng hiểu biết gì về bản thân hết. Thời điểm ba người đến khách sạn, Liên Cảnh Hành đã đến từ trước rồi. Thấy ba người đến, anh liền chạy qua đón, lần lượt đưa thẻ phòng cho bọn họ, đừng nói với những người khác tôi là người lên kế hoạch cho mùa 1 của chương trình nhé. Trừ ba người và Nguyên Bạch ra, những người khác đều không biết, chỉ cần nói tôi cũng giống như mọi người là khách mời đến tham gia là được. Anh sợ sau khi mọi người biết được chuyện này, sẽ ngượng ngùng khi ở chung với anh đúng không? Dư An Nghi hỏi, thông minh, Liên Cảnh Hành khen ngợi, yên tâm đi, đang ngồi ở đây đều là những người thông minh, sẽ không nói gì đâu. Dư An Nghi nói xong, cô liền cầm thẻ phòng chuẩn bị quay về phòng, vừa đi được mấy bước, cô liền lên tiếng gọi, Quý Khinh Chu, đi nào,
cậu còn đứng ở đấy làm gì? Quý Khinh Chu nghe vậy, đành phải nói với Liên Cảnh Hành cậu lên phòng thu xếp hành lý trước, sau đó kéo Sở Thành lên lầu. Lát nữa chúng ta dùng bữa chung với nhau nha. Dư An Nghi nhìn hai người nói, nhưng chắc hai người phải chờ thêm một lúc nữa, vì Hạ Vân vẫn chưa tới, tôi phải chờ cô ấy. Lần này quản Hạ Vân sẽ tham gia ghi hình chương trình bạn bè này với Dư An Nghi. Tuy cô và Dư An Nghi không cùng công ty, nhưng cô lại là tiểu hoa đang được lăng xê của một công ty khác. Dư An Nghi quen biết cô là nhờ trước kia hai người từng đóng phim chung với nhau. Quản Hạ Vân diễn vai nữ hai cho Dư An Nghi, tính tình cô tốt, luôn luôn thân thiện với mọi người. Thế nhưng trong một lần tâm tình nam chính không tốt dẫn đến ân nhiều lần, cô lên tiếng tỏ vẻ với nam chính, hay là nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp nhé. Kết quả một câu này đã chọc giận nam chính, mắng cô nửa ngày trời. Quản Hạ Vân chỉ là một tiểu hoa tuyến hai, đối phương lại là một tiểu sinh đang lên diễn vai nam chính, nên quản Hạ Vân không thể tranh cãi với đối phương được, chỉ có thể hạ thấp mình mở lời xin lỗi. Ban đầu Dư An Nghi không quan tâm, nhưng về sau thấy nam chính càng lúc càng nói quá mức, bèn nhịn không được mở miệng nói thay cho quản Hạ Vân mấy câu. Cô đường đường là một tiểu hoa lưu lượng đứng đầu, độ nổi tiếng cách xa trên cả nam chính, thế nên cho dù đối phương có không cam lòng, cũng không thể nói thêm gì được nữa, lúc này mọi chuyện mới dần yên lặng. Quản Hạ Vân thấy Dư An Nghi lên tiếng giúp đỡ, sau khi nam chính đi rồi, cô liền lễ phép nói lời cảm ơn. Dư An Nghi không để trong lòng, nhưng quản Hạ Vân lại luôn muốn báo đáp, tính tình cô cẩn thận, đôi khi Dư An Nghi quên gì đó, cô sẽ chủ động nhắc nhở Dư An Nghi ngay. Đôi khi Dư An Nghi muốn gì đó, cô cũng có thể lấy ngay từ trong túi ra đưa ngay cho Dư An Nghi. Dư An Nghi cảm thấy cô rất ý tứ, nên cũng thường xuyên qua lại, dần dần hai người đã thân thiết hơn. Đợt ghi hình lần này, đây là lần đầu tiên Dư An Nghi là thành viên chủ nhà của một chương trình giải trí. Cô sợ bản thân vứt bừa bãi được cái này mất cái khác, nên đã tìm quản Hạ Vân tới, đồng thời cũng nghĩ nhân cơ hội này sẽ giúp quản Hạ Vân hút thêm một ít fan. Đương nhiên quản Hạ Vân rất vui vẻ, cô đã tranh thủ sắp xếp thời gian để tham gia vào mùa này. Đại khái là Liên Cảnh Hành đã cố tình sắp xếp từ trước, nên phòng của Quý Khinh Chu và Sở Thành ở ngay bên cạnh phòng của Dư An Nghi. Dư An Nghi khẽ nói lát nữa gặp, sau đó liền bước vào phòng. Quý Khinh Chu mở cửa phòng, cậu kinh ngạc phát hiện đây là một căn phòng xếp. Cậu thả vali xuống, cầm chai nước khoáng lên uống mấy ngụm, sau đó đưa cho Sở Thành, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đẹp không? Sở Thành hỏi cậu. Cũng được, Quý Khinh Chu nói, bước sang một thành phố mới mà, đương nhiên sẽ có chút tò mò, không biết ngọn núi ngày mai chúng ta đi sẽ trông như thế nào đây. Đến mai sẽ biết ngay thôi. Ừm, hai người hàn huyên một chút, sau đó cùng chơi một ván game, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Quý Khinh Chu tiến lên mở cửa, là Dư An Nghi và một cô gái xinh đẹp điềm đạm. Cô gái kia thấy Quý Khinh Chu, liền phất tay cười cười với cậu, sau đó lại âm thầm đẩy nhẹ Dư An Nghi một cái. Lúc này Dư An Nghi mới chợt phản ứng lại, cô giới thiệu, đây là Hạ Vân, quản Hạ Vân, bạn của tôi, là người sẽ tham gia chương trình giải trí lần này với tôi. Đây là Quý Khinh Chu, kia là Sở Thành. Quản Hạ Vân gật đầu, cô vươn tay ra với Quý Khinh Chu, chào cậu, rất vui khi được làm quen với cậu. Đây là lần đầu tiên Quý Khinh Chu gặp được người nói những lời chào chính thức như thế này, cậu cũng duỗi tay ra bắt lấy tay cô, tôi cũng rất vui khi được làm quen với cô. Quản Hạ Vân kiềm chế niềm vui sướng nho nhỏ trong lòng, cô yên lặng thu tay về, sau đó lại nhẹ nhàng nắm chặt, mỉm cười ngọt ngào. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Dư An Nghi nói. Ừm, Quý Khinh Chu nói xong, Sở Thành cũng đã đi đến cửa, hai người bước ra ngoài, cùng Dư An Nghi và Quản Hạ Vân đi về phía thang máy. Quản Hạ Vân vừa nói chuyện với Dư An Nghi, vừa vô thức trộm ngắm nhìn Quý Khinh Chu người vừa rồi mới bắt tay với cô. Sau đó lại nghĩ miên man vừa rồi đối phương nói chuyện với cô thật dịu dàng. Quý Khinh Chu ngoài đời còn đẹp hơn so với trên tivi cô thường hay nhìn thấy nữa. Tuy cả năm này trời xui đất khiến không thể gặp được cậu, nhưng rốt cuộc lần này đã gặp được rồi, lại còn có thể tham gia chương trình giải trí chung với cậu được tận mấy ngày trời, so với việc chỉ gật đầu chào hỏi thông qua việc tham gia hoạt động thì còn tốt hơn nhiều. Quản Hạ Vân cảm thấy cả người có chút vui vẻ, chim sẻ nhỏ trong lòng cứ như đang muốn tung cánh bay lượn khắp không trung vậy. Cô thoáng lấy lại tinh thần, nên cũng không kịp nghe rõ vừa rồi Dư An Nghi đã nói những gì, cô bèn lên tiếng hỏi lại, vừa rồi cậu nói gì ấy nhỉ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Dư An Nghi bất đắc dĩ nói, tôi đang hỏi cậu có mang theo quần jean không, có thể tôi sẽ mượn cậu một cái để mặc. À có,
tôi có mang theo, cậu cứ tùy ý mặc đi, đến lúc đó cậu thích cái nào thì cứ nói với tôi. Ừm, Dư An Nghi gật đầu. Quý Khinh Chu nghe vậy liền cười cười, cậu cảm thấy tuy ngoài miệng Dư An Nghi nói không cần, nhưng trong lòng vẫn luôn ghi nhớ những điều cậu nói. Cậu khẽ chạm vào Sở Thành, Sở Thành cũng trao đổi một ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện với cậu, sau đó nhìn sang Dư An Nghi. Bốn người đi thang máy gặp Liên Cảnh Hành trước, hỏi xem anh có muốn ăn cơm cùng không. Liên Cảnh Hành tỏ vẻ ok, vừa khéo Nguyên Bạch tới rồi, tôi sẽ đi chung với cậu ấy, gặp nhau tại nhà ăn. Được, mấy người đi xuống lầu, sau đó tìm một cái bàn còn trống ngồi xuống. Liên Cảnh Hành đến trễ hơn một tí, lúc anh tiến vào, bên trái Dư An Nghi là Quý Khinh Chu, bên phải là Quản Hạ Vân, vì thế anh đành phải ngồi xuống bên cạnh Sở Thành, đương nhiên Mạnh Nguyên Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh Liên Cảnh Hành. Hầu hết những người ở đây Mạnh Nguyên Bạch đều quen biết qua, ngoại trừ Sở Thành, vì thế anh vô cùng tự nhiên hỏi, vị này là... Là bạn của tôi, Quý Khinh Chu nói, Sở Thành. Mạnh Nguyên Bạch gật đầu, xem ra Khinh Chu dẫn theo một người bạn ngoài giới ha. Những người khác đều dẫn theo bạn trong giới à? Quý Khinh Chu tò mò. Cũng không hẳn, Liên Cảnh Hành nói, Lưu Tử Đồng dẫn theo anh trai, Nhậm Chân thì đi cùng chồng, cả hai đều không ở trong giới giải trí. Vậy người còn lại thì sao? Lý Dật Minh đi cùng với ai? Trương Gia Thụy, à, Dư An Nghi kéo dài giọng, Lý Dật Minh là một tiểu sinh tuyến hai, Trương Gia Thụy cũng tương tự như vậy, quan hệ của hai người vẫn luôn không tồi. Lập đội thế này xem như cũng đã đoán được từ trước rồi. Về Lưu Tử Đồng cùng Nhậm Chân, Lưu Tử Đồng là tuyến 2, Nhậm Chân cũng ở mức tuyến 2 tương tự, cho nên nhìn từ trên xuống dưới dàn thành viên chủ chốt trong chương trình này, người có địa vị cao nhất chính là Liên Cảnh Hành, kế tiếp chính là Dư An Nghi. Dư An Nghi rất hài lòng, gọi món đi, tôi đói lắm rồi. Quý Khinh Chu đưa thực đơn sang cho cô, nhìn xem, cậu muốn ăn gì. Dư An Nghi cũng không ngại ngần. Trực tiếp bắt đầu chọn món, chọn xong, liền đưa cho Quản Hạ Vân, rất nhanh đã xoay đủ một vòng, mỗi người đều chọn được vài món ăn và thức uống, sau đó đưa giấy gọi món cho người phục vụ. Quản Hạ Vân nhìn Quý Khinh Chu, cô ra vẻ bình tĩnh hỏi, Quý Khinh Chu, có phải sắp tới Trá Cô Thiên sẽ được công chiếu không? Quý Khinh Chu không ngờ Quản Hạ Vân sẽ chủ động hỏi cậu vấn đề này, cậu thoáng kinh ngạc một chút, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường nói, đúng vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sẽ được chiếu vào tháng 11, tháng sau sẽ bắt đầu tuyên truyền. Thời gian này cũng không tệ lắm, xem như là khoảng thời gian tốt nhất sau kỳ nghỉ hè và trước kỳ nghỉ đông. Vốn dĩ sẽ công chiếu vào kỳ nghỉ hè, nhưng kết quả vẫn chưa làm xong hậu kỳ, có lẽ tháng này mới làm xong được, vậy nên mới đẩy đến tháng 11. Thế thì tốt rồi, xem ra hậu kỳ bộ phim này rất nghiêm túc, đến lúc đó chắc hẳn thành phẩm sẽ không tồi đâu. Tại Nhân Gian cũng sẽ được chiếu vào năm nay sao? Quý Khinh Chu cảm thấy cô rất quen thuộc với các tác phẩm của cậu, có lẽ Tại Nhân Gian sẽ được chiếu vào Tết âm lịch, mở đầu năm mới. Khi ấy cũng rất tốt, hy vọng phòng bán vé có thể bán đắt. Quý Khinh Chu cười cười, cảm ơn. Không có gì. Sở Thành nghe hai người đối thoại một hồi, anh lặng lẽ nhìn Quản Hạ Vân một cái, yên lặng không nói gì. Ghim mặt cười. Mạnh Nguyên Bạch có hơi chút tò mò về Sở Thành. Anh nhắn WeChat hỏi Liên Cảnh Hành một câu, người bạn kia của Quý Khinh Chu làm nghề gì vậy? Thoạt nhìn có vẻ không đơn giản. Liên Cảnh Hành liền trả lời, cậu biết làm gì, dù sao cũng đừng chọc đến người đó, là người cậu không thể chiêu vào. Mạnh Nguyên Bạch khiếp sợ nhìn Liên Cảnh Hành một cái, Liên Cảnh Hành hơi hơi gật đầu. Mạnh Nguyên Bạch thấy vậy, càng lúc càng thấy hoang mang trong lòng, địa vị lớn ư. Rốt cuộc là ai? Mãi cho đến khi món ăn được mang ra. Mạnh Nguyên Bạch nhìn Sở Thành giúp Quý Khinh Chu chọn thêm đồ uống khi cậu vừa uống hết, lúc này đột nhiên có đợt ánh sáng xẹt ngang qua, mẹ nó ơi, Quý Khinh Chu là nghệ sĩ Tây Ngô, ông chủ Tây Ngô không phải họ Sở sao? Thế vị này là... Mạnh Nguyên Bạch cầm điện thoại di động lên, hỏi Liên Cảnh Hành, ông chủ Tây Ngô đó hả? Không thể nào lại trẻ đến thế, có quan hệ với ông chủ Tây Ngô đúng không? Liên Cảnh Hành bình tĩnh trả lời, ăn cơm của cậu đi, nghĩ nhiều làm gì? Mạnh Nguyên Bạch thấy anh không trả lời, tuy vậy anh vẫn giữ vững đáp án này trong lòng, anh đã ở trong giới này nhiều năm rồi, cũng biết làm người hay làm việc không được tiến sâu quá, vậy nên anh không tiếp tục rối rắm về thân phận Sở Thành nữa, yên phận ngồi ăn phần của mình. Chỉ là đôi khi lại không khỏi có chút cảm thán trong lòng, thật không ngờ, Quý Khinh Chu lại quen biết được một người bạn như vậy, thật lợi hại. Mọi người vui vẻ dùng cơm xong, sau đó đều quay về phòng.
Quý Khinh Chu cùng Sở Thành không muốn lăn lộn nữa, cả hai đều đi ngủ sớm. Ngày hôm sau mọi người theo tổ đạo diễn đi đến Sơn Thôn. Thời tiết tháng 8 rất nóng, nên đa số mọi người đều mặc những bộ trang phục mát mẻ. Vì để xinh đẹp duyên dáng, trên cơ bản các ngôi sao nữ đều chọn mặc váy. Dự An Nghi thấy tình hình không chỉ mình cô mặc váy, lúc này mới thả lỏng tâm tình xuống. Người chủ trì nhìn thấy bọn họ, liền hàn huyên với bọn họ vài câu, đại khái nói sơ qua về quy tắc trò chơi, thu điện thoại di động của mỗi người, sau đó tiến vào phân đoạn ghi hình. Hoan nghênh các vị đến với thôn Lý, ở đây, các vị sẽ được trải qua một kỳ nghỉ nông thôn 3 ngày 2 đêm cùng với người bạn đồng hành của mình, được cảm nhận đất gió nơi đây, được hưởng thụ phong cảnh tự nhiên, đồng thời cũng được nâng cao sự hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn. Đợt ghi hình lần này, chúng ta sẽ có hai hình thức ghi hình và phát sóng trực tiếp. Trong quá trình ghi hình, tổ chương trình sẽ chọn bất kỳ một phân đoạn nào đó để tiến hành phát sóng trực tiếp. Hiện tại, trong 6 đội ở đây, mỗi đội xin hãy cử ra một người bước ra khỏi hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành chọn lựa căn nhà mà các vị sẽ ở trong suốt hành trình 3 ngày 2 đêm này. Sở Thành nhìn mắt Quý Khinh Chu, anh đi nhé. Quý Khinh Chu không có ý kiến. Sở Thành bước ra khỏi hàng, đứng cùng với những người vừa được đề cử. Chương 145 người chủ trì nhìn bọn họ, nếu chọn nhà, vậy không bằng các vị hãy ngâm một câu thơ nào đó có liên quan đến nhà đi. Nhà ở đây có thể là một hình tượng cụ thể, như cung điện chẳng hạn, hoặc cũng có thể trừu tượng, chỉ cần chứa từ, nhà, thơ từ ca phú cổ đại cũng được, người ngâm thơ đầu tiên lát nữa sẽ là người đầu tiên được chọn nhà. Sở Thành nghe vậy, liền bắt đầu hé miệng ngâm thơ, tháng 8 thu cao gió thét già, cuộn mất 3 lớp tranh nhà ta, tranh bay sang sông dài khắp bờ, mảnh cao treo tót ngọn rừng xa, mảnh thấp bay lộn vào mương xa. Sao trích bài thơ, bài ca nhà tranh bị gió thu phá, Đỗ Phủ. Người chủ trì sừng sốt một chút, thấy Sở Thành vẫn đang tiếp tục ngâm thơ, bèn vội vàng nói, đủ rồi, vậy là được rồi, chỉ cần ngâm một câu là được, không cần ngâm hết toàn bài. Sở Thành không ngờ lại đơn giản như vậy, vậy lát nữa tôi là người đầu tiên được chọn nhà đúng không? Đúng vậy, hiện tại anh có thể nghỉ ngơi rồi. Ok. Sở Thành quay về bên cạnh Quý Khinh Chu, anh nhún vai nói, đơn giản vậy sao? Để bài tặng điểm à? Quý Khinh Chu nhìn anh, là do anh phản ứng quá nhanh, người chủ trì mới vừa nói xong anh đã bắt đầu ngâm thơ rồi, những người khác còn chưa kịp phản ứng kia kìa. Cái này mà cũng cần phản ứng sao? Sở Thành quả thật khó hiểu, dựa theo tính cách của anh, nếu không phải băn khoăn chúng ta đang ghi hình chương trình, khi cậu ta nói được một nửa anh đã ngâm thơ từ lúc đó rồi. Quý Khinh Chu nhìn thoáng qua micro trên người anh, khiêm tốn chút đi, A Thành. Sở Thành theo ánh mắt cậu nhìn lại micro trên người mình, bình tĩnh nói, yên tâm, bọn họ sẽ không cắt đoạn này vào. Hiếm khi anh tham gia chương trình giải trí, lần này là vì nể mặt Quý Khinh Chu và cũng vì Liên Cảnh Hành là người sản xuất chương trình này nên anh mới tham gia. Nếu chương trình cắt những đoạn không nên phát sóng này vào, khiến anh kiếm thêm một đám anti-fan, chắc chắn anh sẽ khiến cho người chế tác chương trình này thôi việc ngay. Quý Khinh Chu nhìn vẻ mặt tự tin của anh, chợt cảm thấy có lẽ cậu nên hỏi xin Liên Cảnh Hành, xin được kiểm duyệt chương trình trước khi được phát sóng, bởi vì cậu không muốn Sở Thành tham gia chương trình giải trí vì cậu, mà lại kéo thêm một đám anti-fan, như vậy rõ ràng là mất nhiều hơn được. Quý Khinh Chu nghĩ vậy, không khỏi nhìn sang Liên Cảnh Hành, Liên Cảnh Hành đã ngâm thơ xong quay về chỗ cũ rồi, Dự An Nghi vẫn đang ngâm thơ, thoạt nhìn Nhậm Chân cũng vừa nghĩ ra được bài thơ nào đó. Chỉ còn Lưu Tử Đồng cùng Lý Giật Minh rõ ràng đang chút bối rối không biết làm sao, đang cau mày trầm tư suy nghĩ. Người chủ chỉ thấy hai người họ thật sự không nghĩ ra được, cũng không biết làm sao nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn khẽ gật đầu, người chủ chỉ bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở, hai vị có thể xin trợ giúp từ những người khác, sau đó đoạn này chúng ta sẽ cắt bỏ. Hai người như được đại xá, nhanh chóng quay đầu hỏi bạn đồng hành, Lưu Tử Đồng còn ổn, anh trai Lưu Tử Hân của cô liền ngâm một câu thơ cho cô. Lý Giật Minh thì thảm hơn cô nhiều, bạn đồng hành Trương Gia Thụy cũng đang vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, hồi còn đi học anh ta sợ nhất là ngâm thơ, thật vất vả mới nhớ được vài bài, nhưng tất cả đều bị mọi người ngâm hết rồi, lúc này khi nhận ánh mắt xin giúp đỡ từ người bạn đồng hành, anh ta cũng chỉ có thể thấy thương mà không giúp gì được. Lý Giật Minh chợt cảm giác được bản thân đã mang nhầm bạn rồi, bạn bè thúi gì thế này. Anh không nên đi cùng một học cha giống anh đến đây. Phải đi cùng một học bá mới đúng. Quý Khinh Chu nhìn dáng vẻ đau khổ của hai người họ, không nhịn được bèn nhắc nhở một câu, chênh vênh trăm thước lầu cao, giơ tay với được trăng sao trên trời. Sao trích bài thơ, Giả Túc Sơn tự,
Lý Bạch Trương Gia Thụy nghe được, nhanh chóng gọi Lý Giật Minh, lúc này Lý Giật Minh mới thông qua cửa. Cảm ơn người anh em, Trương Gia Thụy nói lời cảm ơn. Không có gì, Quý Khinh Chu mỉm cười nói. Lý Giật Minh ngâm thơ xong, người chủ trì liền cầm các tấm ảnh chụp hình nhà ở lại đây, lúc này mọi người mới dựa theo thứ tự ngâm thơ xong lúc trước bắt đầu tiến hành chọn lựa nhà ở cho chính mình. Sở Thành nhìn một hồi, bèn hỏi Quý Khinh Chu, em thích căn nào? Quý Khinh Chu nhìn 6 tấm ảnh, 6 tấm ảnh này lần lượt chụp các cảnh như sau, một cái bệ bếp, một cái tủ lạnh đang mở ra chứa đầy đồ ăn, một cái giường có nệm cao su, một giàn nho, một cái tivi và một thùng nước suối. Quý Khinh Chu nghĩ ngợi một hồi, bèn chọn tấm ảnh có cái tủ lạnh chứa đầy đồ ăn, ít nhất chọn cái này có thể bảo đảm 3 ngày này hai người họ sẽ được ăn cơm no. Người chủ chỉ đưa tấm ảnh cho cậu, phía sau tấm cảnh có một con số, là căn phòng số 3. Liên Cảnh Hành và Mạnh Nguyên Bạch thương lượng một chút, sau đó chọn tấm ảnh chụp cái giường có nệm cao su. Dư An Nghi hơi chút do dự, Quản Hạ Vân ghé vào tai cô nói, chọn thùng nước suối kia đi, vừa rồi tôi thấy có người phái gánh nước á, lỡ như tổ chương trình không cung cấp nước cho chúng ta, muốn uống phải đi gánh, đối với hai người con gái như chúng ta, có lẽ sẽ có chút khó khăn đó. Dư An Nghi nghe vậy, nháy mắt liền cảm thấy thật gian trá quá đi. Cô nhìn hết một lượt các khách mời ở đây, cũng chỉ có cặp của cô cùng Quản Hạ Vân là cặp duy nhất có hai người con gái, vì thế cô không nói hai lời liền chọn tấm ảnh nước suối, tôi chọn căn này. Ngay sau đó, những người khác cũng tiến hành lựa chọn, người chủ trì thấy mọi người đều chọn xong hết rồi, lúc này mới tỏ vẻ các đội có thể về nhà nghỉ ngơi. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành vừa kéo vali vừa cầm ảnh chụp bắt đầu đi tìm nhà. Căn nhà hai người phải ở không quá xa, đi chưa được bao lâu, liền thấy được 3 mũi tên chỉ đường. Quý Khinh Chu theo hướng mũi tên đi về phía trước, sau đó liền sợ ngây người. Cậu không thể tin được quay đầu nhìn về phía Sở Thành, đây là căn nhà mà chúng ta sẽ ở sao? Sở Thành cũng có chút không thể tin được, anh nhìn cánh cửa gỗ đang mở rộng ở ngay trước mặt, có thể thấy rõ ràng bên trong khuôn viên có một cây lê và một căn nhà mà hai người họ sẽ ở trong 3 ngày tới, chỉ là căn nhà này có hơi. Em biết hiện tại anh muốn nói gì không? Sở Thành bày ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn anh. Anh chợt nhớ lại bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá mà anh đã ngâm trước đó. Anh cho rằng anh chỉ là một thôn dân, không ngờ anh còn là nhà tiên tri nữa. Sớm biết như vậy anh đã ngâm mấy câu thơ này. 5 bước một lầu, 10 bước một cát. Hành lang uốn cong như lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim. Đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau. Quanh co chẳng chịt như tổ ong, như xoáy nước. Không biết là mấy nghìn nóc. Sao trích bài thơ A Phòng Công Phú, Đỗ Mục. Quý Khinh Chu vốn đang khiếp sợ căn nhà ở trước mặt, nghe thế liền nở nụ cười. Anh nghĩ cái gì vậy, giờ còn mong muốn ở trong cung của A Phòng. Anh ngâm bài kia cũng được mà, sinh thời có thể thể nghiệm được căn nhà mà Đỗ Phủ cư trú ngay thời điểm đó chính là vinh hạnh của anh, nói không chừng có thể khiến linh cảm sáng tác của anh trỗi dậy thì sao. Sở Thành liền bày ra vẻ mặt, em đang trêu anh đấy hử, anh là một tác giả viết truyện huyễn tưởng thì có linh cảm sáng tác gì ở đây. Huống hồ anh đã rửa tay gác bút rồi đấy biết không. Vậy thì có lẽ anh sẽ chuyển sang viết văn học nghiêm túc, chủ nghĩa hiện thực thôi. Sở Thành cảm thán, đi thôi, vào xem chủ nghĩa hiện thực của chúng ta nào. Quý Khinh Chu dẫn đầu đi vào trong. Căn nhà này không quá giống với các căn nhà khác trong thôn, không phải được xây bằng gạch, mà là bằng gỗ tạo thành. Nóc nhà có một cái lỗ khá lớn, dường như thiếu một tấm ván gỗ ở nơi đó, nên ánh sáng có thể trực tiếp chiếu rọi vào bên trong. Quý Khinh Chu đứng nhìn toàn bộ bên trong căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng, một cái bàn gỗ cùng hai băng ghế, một cái lu đựng nước, một chiếc giường gỗ, một cái tủ, và một cái tủ lạnh không hề dung hòa hoàn cảnh. Bọn họ nghĩ sao mà lại để cái tủ lạnh ở nơi này, thật chẳng ra sao cả. Sở Thành cảm thấy tổ chương trình này rất gian trá. Thôi vậy cũng được rồi, Quý Khinh Chu nói, từ lúc chúng ta tiến vào đến giờ, không ngửi được bụi bặm, chứng tỏ tổ chương trình đã dọn dẹp giúp chúng ta từ trước rồi, như vậy cũng không tệ. Anh thấy đánh giá không tệ của em hơi cao đấy, bằng không bây giờ anh muốn tổng vệ sinh à? Quý Khinh Chu hỏi. Sở Thành, Quý Khinh Chu nhìn anh, đột nhiên hoài nghi, anh đã từng tổng vệ sinh bao giờ chưa? Sở Thành bèn nở nụ cười thân thiện, sau đó nói lảng sang chuyện khác, hay là... Chúng ta đi nhìn chiếc tủ lạnh xa hoa kia của chúng ta trước đi. Quý Khinh Chu mỉm cười gật đầu, quả nhiên, cậu biết ngay, với một đại thiếu gia như Sở Thành, đừng nói là tổng vệ sinh,
phỏng chừng ngay cả chổi anh cũng chưa từng chạm qua. Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu lại gần nói nhỏ vào tai anh, làm sao bây giờ, em cảm thấy hiện tại có lẽ chương trình chúng ta đang tham gia không phải là bố ơi mình đi đâu thế, nữa rồi. Thế là gì? Sở Thành rất phối hợp hỏi. Quý Khinh Chu khẽ hỏi bên tai anh biết chương trình kế hoạch biến đổi không? Sao kế hoạch biến đổi, dạng chương trình có hai nhóm khách mời với hai hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau, sẽ đổi cho nhau và thử thách ghi hình, sống trong 24 giờ. Sở Thành tự cảm thấy anh không cần biến đổi. Quý Khinh Chu vỗ nhẹ vào bờ vai anh, không sao đâu, có em ở đây rồi, yên tâm. Lời này nên để anh nói mới phải. Ngại quá mình ơi, em cảm thấy với đại thiếu gia như anh, có lẽ sẽ nhanh thôi anh sẽ không còn tư cách để nói những lời này nữa. Sở Thành mỉm cười, phải không, vậy chúng ta cứ trống mắt lên mà xem. Được thôi, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trước tủ lạnh, Quý Khinh Chu và Sở Thành kiểm kê một chút, tủ lạnh chứa rất nhiều loại rau dưa, thậm chí còn có một miếng thịt. Quý Khinh Chu kéo ngăn đông ra, đối lập với ngăn lạnh, ngăn đông có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều, chỉ có hai cây kem. Quý Khinh Chu đóng tủ lạnh lại, nhìn về phía người bạn đồng hành của cậu, đến đây nào thiếu gia, chúng ta dọn dẹp căn nhà trước rồi hãy tính đến những chuyện khác. Sở Thành nhìn căn nhà trước mặt, dọn dẹp thế nào? Như này vẫn cần dọn dẹp. Quý Khinh Chu tìm được một cái chổi, cái kia, hai cái thau và rẻ lau từ một góc nhà, xem ra tổ chương trình cũng còn có chút lương tâm, kế đó cậu đổ nước vào thau. Quý Khinh Chu đổ một ít nước sang cái thau còn lại, thả rẻ lau vào. Sau đó đưa rẻ lau cho Sở Thành, anh lau sơ qua bàn ghế đi. Sở Thành tiếp nhận rẻ lau, bắt đầu lau bàn. Quý Khinh Chu cũng cầm chổi lên, bắt đầu quét tước căn nhà một lần. Vật dụng trong nhà không nhiều, nên rất nhanh đã quét tước xong. Quý Khinh Chu nhìn về phía lu nước này khá sạch sẽ, hẳn là tổ chương trình đã chuẩn bị nước cho hai người họ dùng. Cậu gọi Sở Thành một tiếng, sau đó ra ngoài sân đi đến nhà bếp bên cạnh. Nhà bếp rất đơn giản. Bên trong có một nhà kho nhỏ, một bệ bếp, bên trên có một cái nồi. Không có chén đũa sao? Sở Thành nghi hoặc, hẳn là ở trong cái tủ kia. Quý Khinh Chu nói, chúng ta xem. Quả nhiên, sau khi mở tủ ra, phát hiện có vài ngăn kéo, trong đó có một ngăn kéo đựng chén đũa, một ngăn kéo đựng một ít gạo và mì linh tinh. Quý Khinh Chu đóng tủ lại, cậu rửa tay, chuẩn bị trải giường chiếu. Cậu mở vali, lấy khăn trải giường và vỏ chăn ra. Sở Thành khiếp sợ nhìn cậu, em mang theo những thứ này luôn sao? Quý Khinh Chu nghe giọng điệu này của anh liền biết anh không mang, nhưng không sao, cũng may là cậu cũng mang một phần cho Sở Thành. Yên tâm, em, chưa kịp nói dứt câu, Sở Thành đã cầm lấy tay cậu nói, anh biết mà, chắc chắn em sẽ không nhờn nhơ mặc kệ anh, tuy hai người một giường một chăn có hơi chật, nhưng anh nguyện ý ngủ chung với em. Quý Khinh Chu chớp chớp mắt, Sở Thành nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Quý Khinh Chu hết cách, bèn yên lặng nuốt câu nói, em có mang theo giúp anh, kia vào lòng, thay bằng vẻ mặt đau thương nói, khổ cho anh rồi. Một chút cũng không khổ, Sở Thành thành thật nói. Nhưng cho dù Quý Khinh Chu có chuẩn bị đầy đủ đến đâu, thì vali vẫn không thể chứa gối đầu và chăn. Cậu ngẩng đầu nhìn cameraman đã đi theo cậu và Sở Thành từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, toàn bộ quá trình đều không thốt lên một lời, vô cùng an tĩnh phảng phất như không hề tồn tại, cậu hỏi. Cho hỏi tổ chương trình có thể cung cấp gối đầu và chăn không? Có thể, cameraman nói, lát nữa đạo diễn sẽ phái người mang đến cho hai vị. Anh nghĩ ngợi một hồi, lại nói, bao gồm cả vỏ chăn mới. Sở Thành bình tĩnh nhìn về phía cameraman, lạnh nhạt nói, không cần vỏ chăn, tôi có hơi khó tính về đồ dùng sinh hoạt cá nhân, dùng của Quý Khinh Chu là được rồi. Cameraman cảm thấy tổ chương trình cũng chuẩn bị không tệ mà. Nhưng sau khi nghe Sở Thành nói chuyện với Quý Khinh Chu, nhìn lại khí chất quần áo trên người Sở Thành, anh đã thầm đoán được tuy Sở Thành không phải người trong giới, nhưng ắt hẳn cũng là phi phú tức quý, nên kế đó cũng không nhiều lời nữa. Quý Khinh Chu không vạch trần Sở Thành, xem như cam chịu chuyện hai người chung một cái giường chung một cái chăn. Không được bao lâu, tổ chương trình đã mang đến vật dụng giường chiếu, bên cạnh đó còn kèm theo một thẻ nhiệm vụ, Quý Khinh Chu liền mở thẻ nhiệm vụ ra. Vừa nhìn liền thấy hai chữ rất to, gánh nước. Quý Khinh Chu quay đầu nhìn Sở Thành, cậu lật mặt sau của thẻ nhiệm vụ, vì giải quyết vấn đề uống nước, mời các vị tập hợp tại địa điểm ghi hình trước đó vào lúc 11 giờ rưỡi. Chúng ta sẽ tiến hành thi đấu gánh nước, người đến sau sẽ gánh nhiều nước hơn người đến trước xem như là trừng phạt.
Chương 146, bây giờ là mấy giờ rồi? Quý Khinh Chu hỏi. Sở Thành nghe vậy, liền nhìn về phía cameraman. Cameraman hết cách bèn cúi đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ 40. Vẫn còn sớm, chúng ta dọn dẹp giường chiếu trước, rồi qua đó sau. Quý Khinh Chu nói xong, liền ôm gối đầu và chăn tổ chương trình cung cấp đi tới mép giường. Lại đây nào, thiếu gia, hôm nay em sẽ dạy anh cách tra vỏ chăn. Sở Thành nhìn cậu, bất đắc dĩ đi qua, duỗi tay tiếp nhận vỏ chăn Quý Khinh Chu đưa tới. Quả nhiên không phải bố ơi mình đi đâu thế, mà là kế hoạch biến đổi mới đúng. Tuy Sở Thành chưa từng làm việc nhà bao giờ, nhưng năng lực hoạt động của anh không tệ, nên không được bao lâu, hai người đã dọn giường xong. Quý Khinh Chu nhìn cái lỗ trên nóc nhà, cân nhắc xem có nên leo lên đóng vài tấm gỗ trên đấy hay không. Về rồi làm tiếp, Sở Thành nói, hiện tại sắp đến thời gian tập trung rồi, nếu chúng ta đến muộn, có khi sẽ bị phạt. Cậu lại hỏi cameraman hiện tại mấy giờ rồi, xác nhận vẫn còn kịp thời gian, lúc này mới thong thả cùng Sở Thành ra cửa, chuẩn bị đi về nơi tập trung ghi hình lúc trước. Sở Thành nhìn cây lê trong viện đã chĩu quả, bèn hỏi cậu, em muốn ăn lê không? Chúng tôi ăn được không? Quý Khinh Chu hỏi cameraman. Được, thế lát nữa quay về rồi ăn, hiện tại chúng ta đang cần chút nước, cứ tập trung trước đã. Hai người vừa nói vừa bước ra cửa, đi đến địa điểm tập trung. Hai người đến rất sớm, không được bao lâu đội liên cảnh hành cũng tới. Mạnh Nguyên Bạch vừa nhìn thấy Quý Khinh Chu, liền lên tiếng hỏi, căn nhà hai người ở thế nào? Tủ lạnh có nhiều đồ như vậy, có phải là biệt thự cao cấp hay không? Nóc nhà bị thủng một lỗ, trên cơ bản không có bất cứ thứ gì trong nhà, mặc dù có một cái tủ lạnh được đặt ở trong góc nhà, nhưng thật sự không dung hợp với hoàn cảnh xung quanh lắm, các anh thì sao? Khỏi phải nói, Mạnh Nguyên Bạch cảm thấy bản thân cũng rất thảm, nhà vừa nhỏ vừa dột, thế cũng thôi đi, ấy vậy mà chỉ có một chiếc giường, phòng chừng chỉ tầm 1 mét khối đến 1 mét 4 gì đấy, tôi và cảnh hành chỉ dám nằm thẳng, không dám xoay người luôn. Sở Thành nghe vậy, ngược lại lại có chút hâm mộ, tuy nhà của anh và Quý Khinh Chu cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, nhưng chiếc giường này lớn hơn giường của đội Mạnh Nguyên Bạch rất nhiều, ước chừng cũng tầm 1 mét 8, chúng tôi muốn chiếc giường lớn như vậy làm gì? Là để kéo giãn khoảng cách giữa hai người chúng tôi sao? Thế chúng ta đổi nhà đi, Sở Thành nói, nhưng không biết tổ chương trình có cho phép chúng ta đổi không? Anh muốn đổi nhà với đội của tôi. Mạnh Nguyên Bạch không thể tin được, anh nhìn về phía liên cảnh hành, nghe thấy gì không? Căn nhà kia của chúng ta, thế mà lại có người muốn đổi với chúng ta kìa. Liên cảnh hành không ý kiến với chuyện đổi nhà này, anh và Mạnh Nguyên Bạch hai người chen chúc trên một cái giường nhỏ như vậy, chính anh cũng không muốn, nếu anh đã nói vậy, thế thì chúng ta đổi đi. Hay là thôi đi, Quý Khinh Chu không đành lòng, thật ra các anh chưa thấy căn nhà kia của đội em đó thôi, thấy rồi chắc chắn hai anh sẽ không nói như vậy nữa, thật đó, em cam đoan với anh, sẽ không có nơi nào rách nát hơn căn nhà đó đâu. Em đang lo nếu như trời mưa đến, không biết tụi em có thể nuôi cá trong đấy luôn không? Nát đến vậy sao? Mạnh Nguyên Bạch tưởng những lời anh vừa nói đã khoa trương lắm rồi. Vậy lát nữa cậu hỏi đạo diễn chương trình thử xem, hỏi xem nên làm sao bây giờ, hay là lấp cái lỗ đó trước. Đợi quay xong phân đoạn này, tôi sẽ nói. Quý Khinh Chu nói. Đương lúc mọi người đang nói chuyện, hai đội Lý Giật Minh và Nhậm Chân cũng đã đến. Lý Giật Minh thấy mọi người đang ra sức chê thẩm tệ căn nhà họ đang ở, cũng kinh ngạc hỏi, căn nhà mọi người ở cũng không được tốt sao? Chúng tôi cũng vậy. Nhậm Chân nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, thật ra căn nhà đội cô chọn cũng không được tốt, ngay cả chồng cô cũng tỏ vẻ chán ghét, chỉ là cô ngại nói xen vào, nên chỉ yên lặng không nói gì nhìn mọi người. Hai đội còn lại Dư An Nghi và Lưu Tử Đồng cũng vừa mới đến, Dư An Nghi sợ đến trễ, nên cô và Quản Hạ Vân đã chạy suốt quãng đường đến đây. Sở Thành khó hiểu hỏi, sao em đến trễ thế? Mạnh Nguyên Bạch không biết bối cảnh nhà Dư An Nghi, đương nhiên cũng không biết mối quan hệ của Dư An Nghi cùng Sở Thành. Vì thế khi nghe câu nói này anh cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ Sở Thành lại nói chuyện với Dư An Nghi như vậy. Nhưng nếu nghĩ lại thì, cũng đúng thôi, Sở Thành có quan hệ với ông chủ Tây Ngô, Dư An Nghi là nghệ sĩ Tây Ngô, cho dù Sở Thành có trách mắng Dư An Nghi thì cũng là chuyện thường tình. Em cùng Hạ Vân bận chỉnh lại trang phục. Dư An Nghi giải thích, anh cho rằng bọn em giống với cánh mày râu các anh chắc, trước khi ra cửa phải luôn chỉnh chu lại trang phục và tóc tai có vấn đề gì hay không. Quý Khinh Chu chú ý tới Dư An Nghi đang mặc áo ngắn tay và quần đùi, bèn cười nói, cậu không mặc váy hay váy quần à?
Dư An Nghi nhìn thoáng qua quần áo trên người, tuy tôi thấy mặc gì cũng ổn, nhưng nếu cậu đã đặc biệt nhắc nhở tôi rồi, tôi đây cũng nên nể mặt cậu chứ đúng không? Ồ, vậy mặt mũi tôi cũng lớn lắm nha. Dư An Nghi cười cười, đúng vậy. Người chủ chỉ thấy đã đến giờ, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, lúc này mới bắt đầu chính thức ghi hình. Sau khi các vị vào nhà, có phát hiện trong nhà không có nước không? Không sai, nhiệm vụ ghi hình lần này chính là gánh nước, 6 đội sẽ cùng xuất phát, đội nào gánh đầy 6 xô nước trước sẽ là đội chiến thắng và đội chiến thắng sẽ được lấy đi 1 xô nước của đội cuối cùng. Xét thấy trong số các đội ở đây, chỉ có đội của Dư An Nghi cùng Quản Hạ Vân là 2 cô gái, 2 vị có thể xin sự giúp đỡ từ các chàng trai ở hiện trường, tạo thành một đội. Dư An Nghi không ngờ lại tốt đến như vậy. Đừng lúc cô đang muốn mở miệng nói thì chợt nghe thấy Liên Cảnh Hành chủ động lên tiếng, để tôi giúp em. Dư An Nghi yên lặng nhìn về phía Quý Khinh Chu, điên cuồng nháy mắt. Quý Khinh Chu nhìn Liên Cảnh Hành, ánh mắt Liên Cảnh Hành vô cùng thâm thúy, Quý Khinh Chu có chút xấu hổ, mình phải làm sao đây, đàn anh nữa, sao anh không nói trước một tiếng với An Nghi. Cậu chưa kịp đưa ra quyết định, Sở Thành đã nói thay cậu, chúng tôi cũng hỗ trợ được mà. Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy thấy hai đội kia đều tỏ thái độ, là một đội trai trai cuối cùng trong sân, cả hai liền lập tức nói, chúng tôi cũng vậy. Lúc này Dư An Nghi mới yên tâm, cô tỏ vẻ, vậy tôi với Khinh Chu sẽ chung một đội. Từ lúc cô biết Sở Thành và Quý Khinh Chu ở bên nhau, cô luôn cố gắng né tránh chung đụng gây hiểu lầm, phần lớn cô đều sẽ lựa chọn Quý Khinh Chu mà không phải Sở Thành. Quý Khinh Chu không có ý kiến, được, Quản Hạ Vân thấy vậy. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Dư An Nghi, cô có chút khó hiểu, nhưng cũng không phản đối. Liên Cảnh Hành không nói gì, ánh mắt khẽ nhìn về phía Sở Thành, chỉ thấy Sở Thành đang vô cùng đắc ý nhìn anh. Liên Cảnh Hành cảm thấy anh sai rồi, sao lúc ấy anh lại nghĩ phong thủy có thể thay đổi, có thể khiến Sở Thành ăn dấm được vậy, giờ thì hay rồi, phong thủy quay trở lại rồi, giờ lại đến lượt Sở Thành nhà người ta làm chủ, đúng là không tin ngẩng đầu nhìn, trời cao bỏ qua ai, mà. Sao câu đầy đủ là, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời cao bỏ qua ai. Dư An Nghi chọn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu liền chủ động đứng về phía cô, Quản Hạ Vân đành phải đi đến bên cạnh Sở Thành, lễ phép chào hỏi anh. Sở Thành không thân thiết với cô, nên anh cũng không nói gì nhiều, tiếp tục nghe người chủ trì giảng giải quy tắc trò chơi. Hiện tại đòn gánh cùng thùng nước đều được đặt ở nơi này, tôi sẽ làm mẫu cho các vị xem. Người chủ chỉ nói xong, đoạn lấy hai đầu đòn gánh móc vào quai thùng, sau đó nâng lên, đặt ở trên vai, như vậy là được. Các đội sẽ gánh nước về sau đó đổ vào các thùng đại diện cho từng đội, đổ đến khi vượt qua vạch trắng trong thùng, nếu không sẽ xem như là chưa đầy, sẽ không tính điểm. Người chủ chỉ vừa nói vừa cầm một cái thùng bên cạnh lên, trên mỗi một cái thùng đều được dán tên của từng đội, bên trong còn dán một đường vạch trắng. Mấy thùng còn lại cũng tương tự như thế. Mọi người đều đã hiểu luật chơi. Hiện tại, sẽ có các vị đồng hương dẫn đường cho các vị, bắt đầu gánh nước. Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, cùng anh đi tới trước đòn gánh, móc quai thùng vào, sau đó đặt đòn gánh trên vai. Dư An Nghi cùng Quản Hạ Vân cũng cầm đòn gánh lên. Các anh đổ ít nước đi một chút cũng được, Quý Khinh Chu nói, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không cần phải gánh đầy thùng, cứ thế chỉ cần đi nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ đổ đầy chiếc thùng kia thôi. Em cũng vậy đấy, Sở Thành nhìn cậu, Quý Khinh Chu bất mãn, hiện tại sức lực của em đã tăng lên rồi đấy biết không? Phải không, Sở Thành nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới, anh đây rửa mắt mong chờ. Anh vừa nói xong, liền nâng đòn gánh lên, cùng Quý Khinh Chu xuất phát. Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy tính tình sôi động, thấy mọi người cùng nhau nâng đòn gánh, liền hát một câu, cậu gánh hành lý, tôi thì dắt ngựa, đón mặt trời lên, tiễn đưa dáng chiều. Sao xin hỏi đường ở phương nào, nhạc phim Tây Du Ký 1986. Dư An Nghi nghe vậy liền bật cười, nhịn không được nói, nào có ngựa để cho anh dắt chứ. Không có ngựa, nhưng có trâu nha. Lý Dật Minh chỉ về một hướng cách đó không xa, quả nhiên có một đàn trâu đang đứng gặm cỏ. Quý Khinh Chu cũng nhìn về phía đó, ở xa xa có một chú ngé con đang lon ton chạy theo sau đàn trâu, quả thật có chút đáng yêu. Hiếm khi cậu được đến Sơn Thôn. Lúc này bỗng dưng cảm thấy rời khỏi khu thành thị náo nhiệt, đi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên như thế này cũng không tệ lắm. Nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ tới Ứng Niên, nghĩ tới Ứng Niên nói từ khi còn nhỏ anh đã vẫn luôn nỗ lực đọc sách, để nhanh chóng thoát khỏi Sơn Thôn,
nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại thấy, có lẽ Sơn Thôn chỉ phù hợp cho bọn họ đến đây nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày mà thôi. Cả đời người ở mãi chỗ này, có lẽ sẽ không chịu được mà muốn vươn ra ngoài. Bọn họ đi theo đồng hương đi về phía trước, đi đến dưới chân núi, mới nhìn thấy một giếng nước. Chính là nơi này, các vị móc quai thùng vào cái móc này, sau đó quay trục thả thùng xuống dưới giếng, mốc đầy nước, sau đó lại kéo đi lên. Đồng hương vừa nói, vừa lấy một cái thùng làm mẫu, như vậy là được. Mọi người gật đầu, nhao nhao nói lời cảm tạ. Quý Khinh Chu mới vừa buông đòn gánh xuống, đang chờ người phía trước mốc nước xong, cậu sẽ đến mốc nước, ai ngờ lại nghe một tiếng a. Dự An Nghi ôm lấy cánh tay cậu, tay chỉ vào vật gì đó cách đó không xa, đó là cái gì vậy, là cóc sao? Thật ghê tởm. Quý Khinh Chu nhìn theo hướng cô vừa chỉ, quả nhiên có một con cóc rất lớn, màu xám nâu, trên lưng còn có vô số mụn to mụn nhỏ, đúng là có chút ghê tởm. Quý Khinh Chu kéo cô ra sau lưng, đừng nhìn nó nữa, không sao đâu. Dư An Nghi có hơi sợ hãi, nhìn các đốm mụn to mụn nhỏ trên lưng con cóc thôi, da gà da vịt của cô đã muốn nổi lên hết rồi, cô vội vàng trốn sau lưng Quý Khinh Chu. Nhậm Chân thấy vậy, bèn cười nói, An Nghi và Khinh Chu, quan hệ hai người tốt thật đó. Dư An Nghi cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, cô ngước mắt nhìn Nhậm Chân. Nhậm Chân lớn hơn cô một chút, tầm 27 tuổi, năm nay vừa mới kết hôn, tuy chồng của cô không phải người trong giới, nhưng cũng được xem là một nửa hào môn, đến nỗi thời điểm cô vừa kết hôn, khi ấy cũng lên hot sớt được vài cái. Khinh Chu là đàn em của tôi mà, Dư An Nghi giải thích, hơn nữa, hiện tại chúng tôi đang là cộng sự của nhau nha. Nhậm Chân cười cười, thế hà, thế cớ sao vừa rồi cô không chọn Cảnh Hành? Cô quen biết Cảnh Hành lâu hơn Khinh Chu mà phải không? Dư An Nghi cảm thấy Nhậm Chân đang kiếm chuyện với cô, bằng không sao lại công khai nhắc đến đề tài mẫn cảm này, bộ thân thiết lắm sao? Cô tưởng cô là ai hả? Quý Khinh Chu cũng cảm thấy lời này không được thích hợp cho lắm, đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe thấy Mạnh Nguyên Bạch nói, cô điên rồi sao Nhậm Chân, nếu Dư An Nghi chọn Cảnh Hành, cô thấy chúng ta còn tí màn ảnh nào không? Chương 147 lời này vừa nói ra, Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy liền nở nụ cười. Nhậm Chân cũng cười cười, vậy à, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, An Nghi không nên tưởng thật nhá. Bởi vì đang có máy quay nên Dư An Nghi không tỏ vẻ giận dỗi Nhậm Chân, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, sau đó quay đầu đi. Sở Thành cùng Liên Cảnh Hành cũng yên lặng nhìn Nhậm Chân, không nói gì. Gánh nước là một việc vô cùng tốn sức, không những vậy tổ chương trình còn dùng loại thùng nước mà các vị đồng hương thường xuyên sử dụng, vừa rắn chắc vừa nặng. Đến nỗi khi lần đầu tiên nâng chiếc thùng chứa đầy nước lên, Lưu Tử Đồng còn không thể đứng dậy nổi. Không được không được, nặng quá đi. Lưu Tử Hân khuyên cô, em đổ bớt nước vào giếng lại đi. Lưu Tử Đồng đổ rất nhiều lần, cuối cùng mới nâng được hai thùng nước lên, mỗi thùng chỉ còn 1/3 lượng nước. Rõ ràng sức lực của Lưu Tử Hân lớn hơn cô nhiều, anh mốc đầy cả hai thùng nước, sau đó nâng đòn gánh lên. Đến lượt Quý Khinh Chu, cậu mới phát hiện nếu hai chiếc thùng này chứa đầy nước có khi còn nặng hơn cả cậu nữa. Sở Thành bèn hỏi, em có được không đó? Không thành vấn đề, Quý Khinh Chu son sắt thề thốt. Sở Thành có chút hoài nghi, Quý Khinh Chu nâng đòn gánh lên, đi thôi. Sở Thành đi theo cậu, hai người cùng nhau trở về. Ban đầu dòng nước rất ổn định, nhưng khi Quý Khinh Chu leo lên sườn dốc, bỗng dưng thùng nước lắc lư. Sở Thành ở phía sau cậu thấy thùng nước lắc lư trái phải không ngừng, thỉnh thoảng còn có nước tràn ra, bắn tung tóe xuống lớp đất màu vàng bên dưới. Sở Thành cảm thấy, có vẻ như người cần biến hình không chỉ có anh, mà còn có Quý Khinh Chu nữa. Sườn núi này cũng không quá dài, không được bao lâu Quý Khinh Chu đã về đến nơi, Sở Thành cũng về đến theo sau cậu. Cả hai mới vừa đến, liền thấy phía trước cách đó không xa, Lưu Tử Đồng cùng Nhậm Chân không màng quần áo có bẩn hay không, ngồi xuống tảng đá nhỏ bên hông con đường, bắt đầu nghỉ ngơi. Sở Thành quay đầu lại nhìn Dư An Nghi vẫn đang nỗ lực leo dốc ở sau lưng anh, cần tôi giúp em không? Không cần, anh đi nhanh đi. Dư An Nghi thúc giục. Sở Thành thấy cô kiên cường như vậy, bèn nâng đòn gánh lên đuổi theo Quý Khinh Chu, đi tới bên cạnh cậu. Lưu Tử Đồng thấy hai người đuổi theo, lập tức liền nâng đòn gánh lên, thế nhưng chỉ mới nâng lên đi chưa được hai bước, cô lại bắt đầu cảm thấy mệt. Quý Khinh Chu lướt ngang qua cô, sau đó còn nói, cố lên. Không đâu, Lưu Tử Đồng buồn bực nói, có lẽ tôi đã thành một đứa tàn phế rồi. Quý Khinh Chu cười cười, tiếp tục đi về phía trước,
Cậu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Dư An Nghi. Dư An Nghi cùng Quản Hạ Vân đã ngừng chân ở cách đó không xa. Hai người đang đứng nghỉ ngơi, có vẻ như thân mình có chút nóng. Cả hai đều không ngừng vẫy tay làm quạt. Nhìn đường, Sở Thành nhắc nhở cậu. Quý Khinh Chu nghe vậy liền quay đầu lại. Vừa lúc liền thấy ngay trước mặt cậu cách đó không xa có một bãi phân trâu. Cậu vội vàng né qua một bên. Phanh, một tiếng, thùng nước của cậu đụng ngã thùng nước của Sở Thành, khiến một ít nước bị đổ ra ngoài. Sở Thành quay đầu nhìn cậu. Quý Khinh Chu nhẹ nhàng nói, em giúp anh giảm bớt trọng lượng, có phải cảm thấy nhẹ hơn một chút không? Thế anh cũng giúp em giảm một ít nước. Sở Thành nói xong liền muốn đâm ngược lại. Quý Khinh Chu vội vàng bước nhanh hai bước, quay đầu lại làm mặt quỷ với anh. Sở Thành nhanh chóng đuổi theo. Quý Khinh Chu tiếp tục bước nhanh. Sở Thành càng lúc càng bước nhanh hơn cả cậu. Quý Khinh Chu bị anh khơi dậy lòng hiếu thắng, ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng đuổi theo. Lưu Tử Đồng thấy bỗng dưng hai người lại chơi trò thi đấu bước nhanh, bèn khiếp sợ nói, sao hai người này càng lúc càng đi nhanh thế này? Không mệt sao, thật đáng sợ quá đi. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành liều mạng một hơi, ai cũng không muốn bị đối phương bỏ lại phía sau, cuối cùng còn vượt qua cả chồng của Nhậm Chân, đuổi theo Lưu Tử Hân người đầu tiên xuất phát. Lưu Tử Hân kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành cũng có chút kinh ngạc, không ngờ cả hai đi một hồi đã đi đến cạnh người xuất phát đầu tiên rồi. Lưu Tử Hân thấy càng ngày càng mất ưu thế, lập tức đẩy nhanh tốc độ, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành cũng tăng tốc, nhất thời cả ba khó mà phân biệt được thắng thua, cuối cùng gần như là đến điểm xuất phát cùng một lúc. Thời điểm thả chiếc thùng rỗng xuống, Quý Khinh Chu cảm thấy cả người như mới được tái sinh vậy. Cậu mới vừa ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi được một lúc, chợt thấy Lưu Tử Hân cầm thùng nước lên tiếp tục xuất phát lần hai. Anh không mệt sao? Quý Khinh Chu thầm mắng trong lòng, nghỉ ngơi một chút không được à? Đi gấp như vậy làm gì? Anh thế này thì tôi phải làm sao đây? Nhưng Lưu Tử Hân không thể nghe được tiếng lòng hò hét của cậu. Anh nâng đòn gánh lên đi về phía trước, dáng vẻ chuyên nghiệp tựa như sa tăng người vẫn luôn gánh hành lý suốt cả hành trình. Quý Khinh Chu hết cách, đành phải cầm thùng nước lên, nói với Sở Thành, đi thôi anh đẹp trai, đừng nghỉ ngơi nữa, còn phải gánh thêm vài thùng nữa đấy. Sở Thành nghe vậy, càng không muốn đi chút nào. Đường đường là một chủ tịch của một công ty, đã gánh một thùng rồi mà vẫn chưa đủ sao. Còn bắt phải gánh thêm nhiều thùng nữa. Gánh nước một lần là khổ, gánh nước nhiều lần là nhiều lần khổ đau đấy. Quý Khinh Chu duỗi tay kéo anh từ trên băng ghế đứng lên, người về đến cuối cùng sẽ bị mất đi một thùng nước, anh quên rồi sao? Quả nhiên Sở Thành đã quên, quá tàn nhẫn. Thế nên, cố gắng lên. Hai người đành phải xuất phát đi đến giếng nước kia tiếp tục gánh nước. Chờ đến khi nhiệm vụ gánh nước này kết thúc, trên cơ bản hầu hết tất cả mọi người đều đã trở thành những người tàn phế, một đám ngồi ở trên băng ghế nhỏ, so bốn nắn bả vai của chính mình. Sở Thành muốn nhìn bả vai của Quý Khinh Chu một chút, nhưng khi thấy những người khác không thực hiện hành vi thân mật này, anh đành phải thôi. Người chủ chỉ nhìn vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc của bọn họ, liền tàn nhẫn nhắc nhở, tuy tôi biết chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng nhiệm vụ thi đấu lần này, đội về cuối cùng chính là Nhậm Chân cùng Tần Vĩ Minh. Sắc mặt Tần Vĩ Minh có chút khó coi, Nhậm Chân cũng rất mệt, nhưng bởi vì vẫn còn máy quay, vì hiệu quả chương trình nên chỉ ca ba ô rên một tiếng. Đội về nhất chính là Lý Giật Minh cùng Trương Gia Thụy. Lý Giật Minh cùng Trương Gia Thụy nghe vậy liền vỗ tay nhau một cái, vui mừng hô yeah một tiếng. Hiện tại, các đội khác có thể về nhà nghỉ ngơi nấu cơm trước, còn Nhậm Chân cùng Tần Vĩ Minh cần phải ở lại gánh thêm một thùng nữa. Lý Giật Minh nghe vậy liền nói với người chủ trì, thùng nước lần này gánh được là cho chúng tôi đúng không? Vậy chúng tôi không cần đâu, đừng để đội chị Chân gánh nữa được không? Không được, người chủ trì nói, đây là quy tắc trò chơi. Lý Giật Minh thấy vậy bèn gãi đầu, không biết nói gì thêm nữa. Sở Thành nghe người chủ trì nói mọi người có thể trở về, lập tức liền đứng lên nói với Quý Khinh Chu, đi, trở về thôi. Những người khác cũng lục tục đứng lên, vừa cảm thán, mệt quá đi, vừa lê bước đi về nhà. Những thùng nước bọn họ vừa mới gánh được, sẽ được các nhân viên của tổ chương trình giúp mang đến tận nhà của mỗi đội, nên bây giờ không cần phải phí sức làm việc đó nữa. Sở Thành bước vào nhà, cùng Quý Khinh Chu ngồi trên giường, trời nóng quá, tuy hai người vừa mới uống nước ở chỗ người chủ trì xong, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy có chút khát. Sở Thành mở tủ lạnh ra, xé một cây kem ra đưa cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu thấy thế bèn hỏi, anh không ăn à? Em ăn trước đi, anh nhìn thử bả vai của em. Anh vừa nói vừa lại gần kéo cổ áo của Quý Khinh Chu xuống,
trên vai có nguyên một vết hằn đỏ. Sở Thành đã đoán trước được thế nào cũng sẽ như vậy, làn da Quý Khinh Chu mềm mại, có đôi khi hai người thân thiết với nhau, anh chỉ hơi dùng sức hôn mạnh lên thân thể cậu một chút thôi, trên đó đã có dấu đỏ rồi, khoan nói đến chuyện cậu đã gánh nước trong thời gian dài như vậy. Sở Thành giúp cậu so bốn nắn, anh hỏi, em có mang thuốc mỡ theo không? Cần anh thoa cho em không? Quý Khinh Chu lắc đầu, không cần đâu, lát nữa là hết à. Anh thì sao, anh có đau vai không? Anh không sao, Sở Thành nói xong nhìn thoáng qua bờ vai của mình, cũng may là không chảy ra, chỉ đỏ thôi. Ừm, em cũng không đau. Quý Khinh Chu đưa cây kem về phía anh cũng cắn một miếng đi. Sở Thành không ngại, liền cắn một ngụm nơi cậu vừa cắn qua, tiếp tục xoa vai giúp cậu, Quý Khinh Chu vừa mặc anh so bốn nắn, vừa tiếp tục nhấm nháp cây kem. Thời điểm Dư An Nghi cùng quản Hạ Vân tiến vào, nhìn thấy hết một màn này, Dư An Nghi khiếp sợ nhìn về phía Quý Khinh Chu, cậu thoải mái ghê nha. Sở Thành nhìn cô, sao em lại tới đây? Em mang thuốc và băng cá nhân đến cho hai người nè. Bả vai em bị chảy nên không biết hai người có sao không, em lo hai người không mang theo thuốc và băng cá nhân, cho nên mới qua đây nhìn xem. Nhưng có vẻ như em đã lo lắng nhiều rồi. Em còn biết mang theo những thứ này. Sở Thành kinh ngạc, không phải là em đấy chứ? Đương nhiên không phải, là Hạ Vân mang. Sở Thành thầm nói, quả nhiên là vậy, một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như Dư An Nghi, làm gì biết ra ngoài phải mang theo những thứ này. Tôi không sao, Quý Khinh Chu nói, A Thành cũng không có việc gì. Đương nhiên là cậu không sao rồi, vừa được ăn kem, vừa được người khác mát xa cho, thoải mái quá rồi còn gì. Dư An Nghi cảm thán, kem ở đâu ra dở, tủ lạnh hở. Quý Khinh Chu gật đầu, tôi ăn một cây được không? Quý Khinh Chu còn chưa kịp tự hỏi, chợt nghe Sở Thành ho nhẹ một tiếng. Dư An Nghi đưa mắt nhìn qua, Sở Thành đang nghiêng đầu mỉm cười với cô. Dư An Nghi sợ ngây người, cái gì đây, ngay cả kem cũng không muốn cho em một cây hả? Em không bằng một cây kem luôn sao? Chỉ còn lại có một cây thôi. Sở Thành giải thích, cũng không hẳn là anh không muốn cho Dư An Nghi, nhưng thời tiết hiện tại bây giờ quá nóng, khiến loại thực phẩm ăn chơi này bỗng dưng trở nên có hơi xa xỉ, chính anh còn không nỡ ăn, muốn để dành lại cho Quý Khinh Chu, nên đành phải khiến em gái Dư An Nghi chịu nóng rồi. Khi nào về tôi sẽ mời em ăn kem, em muốn ăn loại nào cũng được tùy em chọn. Hay là em bẻ đôi cây kem ra, hai người mỗi người một nửa. Quý Khinh Chu đề nghị. Sở Thành nhìn về phía Dư An Nghi, đại tiểu thư muốn ăn à? Dư An Nghi nghiến răng nói, loại thực phẩm rác rưởi này còn lâu em mới ăn. Sở Thành nghe vậy, liền hài lòng nhìn về phía Quý Khinh Chu, đại tiểu thư nói không muốn ăn. Quý Khinh Chu cảm thấy lúc này mình nên làm một người mù thì hơn. Thôi để tôi hái cho cậu mấy quả lê đi. Bỗng dưng Quý Khinh Chu có chút chột dạ, sau đó mang đi ướp lạnh cho cậu ăn nhé. Chỗ các cậu còn có lê nữa sao? Dư An Nghi lại khiếp sợ, sao cái gì hai người cũng có hết vậy? Có cây lê bên trong viện nè. Quản Hạ Vân nhắc nhở, lúc chúng ta mới vừa tiến vào cậu không để ý sao? Cây lê à? Dư An Nghi lắc đầu. Quý Khinh Chu đứng lên, cậu mở vali lấy một chiếc túi ni lông ra, cùng Sở Thành đi ra ngoài chuẩn bị hái lê. Dư An Nghi chưa từng hái lê bao giờ, nên cũng hăng hái vui vẻ đi theo ra ngoài, tôi cũng muốn hái. Được, tự em hái đi. Sở Thành phụ họa, Dư An Nghi hừ một tiếng, cô trừng mắt nhìn anh, khẽ nói một câu, trọng sắc khinh bạn. Chắc chắn Sở Thành để lại cây kem kia không phải cho chính anh, bằng không anh đã cho mình cây kem đó từ sớm rồi. Chắc chắn là để lại cho Quý Khinh Chu, cho nên mới không cho mình ăn. Dư An Nghi cảm thấy mình thật thảm quá đi, đã không được ăn kem thì thôi đi, còn bị bắt ép ăn cơm chó nữa, gâu gâu gâu. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành nhìn cây lê trước mặt, phát hiện nhánh cây có quả lê chĩu nặng cao hơn hai người tưởng tượng rất nhiều. Quý Khinh Chu vẫn đang nghĩ xem nên làm gì, chợt thấy Sở Thành dẫm vào thân cây lấy đà leo lên. Anh ngồi trên một cành cây, cảm thấy rất thoải mái. Bèn hỏi Quý Khinh Chu, muốn lên không? Quý Khinh Chu cũng muốn chơi một chút, cậu dẫm vào thân cây lấy đà, Sở Thành thấy vậy liền kéo cậu tới bên cạnh anh. Hai người ngồi ở trên cây nhìn về nơi xa, nhìn những ngọn núi, nhìn những căn nhà nhỏ, có vài ống khói đã bắt đầu tỏa ra mùi khói bếp, hiện tại nhìn thấy cảnh này, bỗng dưng tâm tình dần dần trở nên thả lỏng. Dư An Nghi nhìn hai người đột nhiên ngồi yên ở trên cây, cô cũng muốn leo lên. Nhưng lại lo lắng cái cây này không chịu được sức nặng của nhiều người.
không phải hai người muốn hái lê cho tôi sao? Lê đâu rồi? Quý Khinh Chu nghe vậy, bèn nhanh chóng hái mấy quả lê đang ở gần tầm với của cậu, ném cho Dư An Nghi, bọn tôi chưa ăn lê này bao giờ, cậu mang đi rửa rồi ăn thử xem có ngon không. Chúng ta đi thôi, quản Hạ Vân nói xong, liền lấy mấy quả lê từ tay Dư An Nghi mang vào trong, dùng nước rửa sạch. Sau khi rửa xong, cô cũng không ăn trước, mà là để mấy quả lê trên bàn cho Quý Khinh Chu, sau đó chỉ lấy đi hai quả, một quả đưa cho Dư An Nghi, một quả cho chính cô. Dư An Nghi cắn một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm, rất nhiều nước, cũng tạm được. Sở Thành nghe vậy, lúc này mới giơ tay hái thêm vài quả. Hái được một lúc, cảm thấy đã đủ rồi, cả hai liền chuẩn bị leo từ trên cây xuống. Khoan đã, để anh xuống trước. Sở Thành nói xong, liền dẫm vào từng nhánh cây leo xuống đất. Quý Khinh Chu thấy anh tiếp đất rồi, lúc này mới chuẩn bị leo xuống. Thế nhưng cái đó cậu lại nghe Sở Thành đứng ở dưới tàng cây nói với cậu, em cứ nhảy xuống đi, anh đỡ em. Anh vừa nói xong, liền giang vòng tay ra. Chương 148 Dư An Nghi duỗi tay che kín hai mắt, sau đó lên tiếng nhắc nhở anh, A Thành, hiện tại chúng ta đang tham gia chương trình giải trí đó, anh có hiểu không? Thế thì sao, tuy anh không có trong giới giải trí, nhưng Quý Khinh Chu thì có đó. Sở Thành hiểu rồi, anh quay đầu nhìn về phía cameraman, cậu không tính quay đoạn này đâu đúng không? Cameraman, thanh niên trai tráng cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu quay và đăng lên mạng sẽ khiến người xem hiểu nhầm, tôi cảm thấy chắc cậu không muốn quay đoạn này đâu, tôi nói đúng không? Cameraman bất đắc dĩ nhìn vào màn hình, hiện tại sẽ không quay. Sở Thành nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cameraman đi theo Dư An Nghi, cậu thì sao? Đối phương trầm mặc ra dấu ok với anh, Sở Thành vừa lòng, quay đầu lại nhìn về phía Dư An Nghi, vậy là được rồi chứ gì? Dư An Nghi cảm thấy mệt tim quá. Sở Thành quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, được rồi, em xuống đi. Xuống cái gì mà xuống, dù thế nào em cũng không thể xuống trong tình huống này được. Quý Khinh Chu cảm thấy xấu hổ, cậu ngồi trên cây, lạnh nhạt nói, anh lùi về sau chút đi. Không sao, anh đỡ em được mà, nhưng em không muốn anh đỡ. Lùi ra sao? Sở Thành có chút khó hiểu, em không muốn chơi thử sao? Không muốn. Nhưng anh, không, Quý Khinh Chu cắt ngang lời anh cũng không muốn. Sở Thành cảm thấy có chút tiếc nuối. Anh lùi về sau một bước, thu tay về. Sao nóc nhà lên tiếng mặt cười, lúc này Quý Khinh Chu mới yên tâm trèo xuống dưới. Kết quả khi chân vừa chạm đến cành cây cuối cùng, đương lúc chuẩn bị nhảy xuống, cậu chợt cảm giác được có người nào đó đã ôm ngang lấy cậu. Dư An Nghi xoay người kéo quản Hạ Vân và cameraman của cô trốn ra ngoài. Đi thôi, chúng ta nên trở về chuẩn bị nấu cơm thôi. Mình không nên tốt tính đến đây đưa thuốc làm gì, tình yêu có thể trị được bách bệnh đó biết không? Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành đang ôm cậu, vừa cảm thấy thẹn mà cũng vừa bất đắc dĩ nói, anh cố chấp thật đấy. Anh muốn thử một chút, Sở Thành vừa nói vừa ôm cậu, anh xoay người thả cậu xuống dưới, sau đó nói nhỏ bên tai cậu, cảm giác cũng không tệ, chờ lần sau chúng ta đi du lịch trên núi thế này. Em nhảy xuống lần nữa cho anh thử đi. Càng cao thì trọng lực càng tăng, anh không sợ em nhảy xuống sẽ khiến anh quỳ rạp xuống đất xin tha sao? Sở Thành lắc lắc đầu, anh ghé đầu nói vào tai cậu, thế em không hiểu anh rồi, anh sẽ không quỳ xuống đất xin tha, anh chỉ biết quỳ xuống đất cầu hôn thôi, vậy cũng không tệ. Quý Khinh Chu muốn cạn lời rồi, cậu nhìn Sở Thành, không cam lòng vươn tay nhéo eo anh một cái, sao mỗi lần nói chuyện xong cuối cùng người thua đều là mình vậy? Bởi vì mặt mình chưa đủ dày sao? Cameraman đứng ở phía sau hai người họ cũng không biết nói gì nhìn trời, chỉ vô cùng muốn hỏi một câu, bây giờ tôi mở camera được chưa vậy? Thẳng đến khi quản Hạ Vân bị Dư An Nghi kéo ra ngoài sân cô mới chợt phản ứng lại, cô nhớ lại một loạt hành động giữa Quý Khinh Chu cùng Sở Thành, sau đó hỏi Dư An Nghi, quan hệ của hai người đó tốt thật đó. Đúng vậy, bạn tốt mà. Quản Hạ Vân có chút khó hiểu. Tình bạn giữa đàn ông con trai với nhau cũng tinh tế chu đáo như vậy sao? Thời điểm lúc cô và Dư An Nghi bước vào, Sở Thành đang mát xa cho Quý Khinh Chu, thời điểm leo cây vừa rồi cũng vậy, ấy thế mà Sở Thành lại muốn Quý Khinh Chu nhảy vào lòng ngực anh. Sở Thành đối xử với Quý Khinh Chu thật tốt, đâu chỉ tốt thôi đâu, mà là thấy sắc quên bạn, không phải mình đem lòng si mê sai người, mà là đem lòng si mê cho chó ăn mất rồi, Sở Thành thối tha, Quý Khinh Chu còn đối xử tốt với em hơn anh. Bạn tốt mà, Dư An Nghi tiếp tục nói.
Dường như cậu rất thân thuộc với anh ấy nhỉ? Sở Thành sao? Trước kia có từng quen biết, cũng là bạn bè. Quản Hạ Vân có chút kinh ngạc, không nghe cậu nói bao giờ luôn ý. Bởi vì anh ấy không ở trong giới giải trí, Dư An Nghi tránh nặng tìm nhẹ nói, sao thế, cậu có hứng thú với Sở Thành à? Sao ngạc nhiên thế, tôi khuyên cậu một câu, tên này là Hoa đã có chủ rồi, không đáng đâu. Quản Hạ Vân nghe vậy, vội vàng lên tiếng phủ nhận, đương nhiên không phải, chỉ là trước giờ tôi chưa từng gặp qua anh ấy, có chút tò mò mà thôi. Dư An Nghi cười cười, chào cậu thôi, nhìn xem cậu sợ tới mức nào kìa. Cô nói xong, liền quay đầu nói với cameraman, đoạn này không được phát sóng nhé. Cameraman bất đắc dĩ nhìn cô, Dư tiểu thư à, tôi vẫn chưa khởi động máy. Anh tuyệt lắm, Dư An Nghi vỗ tay, lát nữa tôi sẽ xin đạo diễn cho anh thêm cái đùi gà. Cảm ơn Dư tiểu thư, camera cười nói, Dư An Nghi cùng Quản Hạ Vân quay về nhà. Quản Hạ Vân có chuyện muốn hỏi Dư An Nghi, vì thế liền bảo cameraman đi ra ngoài. Sau đó cô nói với camera được gắn trong nhà, đạo diễn, tôi tắt camera một chút nhé, sau đó tắt camera đi. Làm xong hết thảy mọi chuyện này, cô mới ngồi xuống bên cạnh Dư An Nghi, hỏi nhỏ, An Nghi, có phải cậu thích Quý Khinh Chu không? Dư An Nghi khiếp sợ vô cùng, cậu nhìn sao mà nghĩ vậy? Bằng không vì sao cậu lại muốn đưa thuốc mỡ cho cậu ấy, sáng hôm nay lúc gánh nước, rõ ràng anh liên tỏ ý muốn giúp cậu, nhưng cậu vẫn luôn nhìn về phía cậu ấy. Còn nữa, vừa rồi khi Sở Thành ôm lấy Quý Khinh Chu, cậu chạy đi không muốn ở lại đợi hai người họ. Tôi cảm thấy, có vẻ như cậu hơi thích cậu ấy chăng? Quản Hạ Vân hỏi xong, đôi tay đã nắm chặt thành quyền, cô đã phát hiện những chi tiết này bắt đầu từ buổi sáng hôm nay rồi, nhưng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định cần phải hỏi Dư An Nghi rõ ràng. Nếu Dư An Nghi thích Quý Khinh Chu, vậy cô sẽ không thích Quý Khinh Chu nữa. Bởi vì dù sao thì, so với đoạn tình cảm mông lung dành cho Quý Khinh Chu, cô càng coi trọng người bạn Dư An Nghi này hơn. Dư An Nghi nghe cô hỏi xong, chợt cảm thấy thật khó trả lời. Nếu muốn nói trong số những người ở đây, người cô thích nhất là ai? Chắc chắn cô sẽ nói là Sở Thành, cô và Sở Thành lớn lên từ nhỏ. Cho dù yêu đơn phương không có kết quả, nhưng cô cũng xem Sở Thành là anh trai, là một người bạn, nhưng hiện tại Sở Thành đã có bạn trai rồi, cho nên rất nhiều chuyện, cô không thể tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ Sở Thành được nữa, bằng không sẽ giống như một gái đi 3 mét ấy, cho nên ngoài Sở Thành cùng Quản Hạ Vân ra, cô bèn phải chọn Quý Khinh Chu người cô thích nhất trong số những người ở đây. Chỉ là lời này có chút khó nói, Quý Khinh Chu không công khai, cô cũng không thể công khai thay Quý Khinh Chu được. Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu xem, nơi này trừ cậu ra, tôi chỉ quen biết mỗi Quý Khinh Chu và Liên Cảnh Hành, nhưng cậu cũng biết Liên Cảnh Hành và tôi có fan CP rồi đó, mấy fan đó lợi hại lắm, nếu tôi và Liên Cảnh Hành thật sự có tí tình cảm gì đấy thì thôi đi, nhưng vấn đề là hai chúng tôi chỉ là anh em, chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cho nên tôi muốn tránh gây hiểu lầm. Nếu không chọn Liên Cảnh Hành, không phải chỉ còn lại Quý Khinh Chu thôi sao? Chọn cậu ấy rồi, cậu ấy giúp chúng ta gánh nước. Tôi trở về thấy bả vai bị chảy xước, tự nhiên cũng sẽ nhớ đến người đã giúp chúng ta không thể ngồi yên được đúng không, vậy nên tôi mới muốn chạy qua đưa thuốc mỡ cho cậu ấy. Về chuyện tôi kéo cậu đi, là vì tôi đói bụng quá rồi, chúng ta đã đưa thuốc xong rồi, không cần phải tiếp tục đứng đó nữa. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì cô sợ Sở Thành sẽ lại làm ra chuyện gì đó. Trai thẳng như cameraman có lẽ sẽ không hiểu sai, nhưng Quản Hạ Vân tâm tư tỉ mỉ. Nói không chừng sẽ nhìn ra được manh mối gì đó, thế thì không tốt lắm. Quản Hạ Vân nghe xong lời giải thích của Dư An Nghi, cảm thấy cũng có lý, cô vô thức nhẹ nhàng thở ra, bạn tốt và mình không cùng thích một người con trai, thật sự là quá tốt. Là vậy à, để tôi đi nấu cơm cho cậu nhé. Quản Hạ Vân nói, nhưng tôi không biết được nhiều món lắm, đại đa số vẫn là cơm nhà, cậu đừng chê nha. Không chê không chê, Dư An Nghi thật sự rất đói bụng. Tôi đã không làm rồi, hoàn toàn trông cậy vào cậu mà, sao lại không biết xấu hổ mà chê cậu được. Quản Hạ Vân cười cười, cô lấy một túi đồ ăn vặt từ trong vali ra, nhưng rất nhanh vài giây sau đó cô đã để đồ ăn vặt lại chỗ cũ, đi đến trước camera, bật máy lên, sau khi xác định máy móc vẫn hoạt động bình thường, lúc này cô mới nói lại câu nấu cơm kia với Dư An Nghi. Kế đó, Quản Hạ Vân mới lại lấy túi đồ ăn vặt ra đặt trên đùi Dư An Nghi. Cậu ăn cái này lót dạ trước đi, tôi đi nấu cơm. Dư An Nghi cảm thấy cô giống hệt như Doraemon vậy,
trong vali cái gì cũng có, tôi biết ngay là cậu có mang mà. Quản Hạ Vân cười cười, bắt đầu cân nhắc xem nên làm món ăn gì. Cameraman thấy cô bước ra, biết có thể quay hình được rồi, liền vội vàng cất bước đi theo. Sau khi Quý Khinh Chu cùng Sở Thành vào nhà, không được bao lâu, nhân viên công tác đã mang những thùng nước mà hai người gánh được đến. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành nhờ nhân viên công tác đổ nước vào lu giúp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Bởi vì vừa mới gánh nước nên bả vai hai người vẫn còn có chút hơi đau, Sở Thành đau lòng cậu, anh nói, làm món gì đơn giản thôi. Quý Khinh Chu mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong chỉ có rau dưa, không có món chính, nếu muốn ăn mì thì phải làm mì trước. Sở Thành thấy vậy, bèn nói thẳng, hay nấu mì ăn liền đi, anh nhớ chúng ta có mang theo mấy hộp mà đúng không? Đúng, Quý Khinh Chu mở vali ra, bên trong có 3 hộp mì ăn liền, cậu cầm 3 hộp mì lên đi đến bệ bếp. Hai người dùng nước sạch rửa nồi, sau đó bắt đầu nhóm lửa, Sở Thành thấy ngọn lửa bùng lên, bèn thổi hai hơi, không ngờ lại khiến chính mình ho sặc sụa. Quý Khinh Chu cười ha ha, cậu kéo anh đứng lên, sau đó ngồi xổm xuống thổi lửa. Cậu nhìn vệt đen trên mặt Sở Thành, duỗi tay lau giúp anh đi rửa mặt rửa tay đi, sau đó giúp em mang trứng gà và những thứ anh muốn ăn ra đây. Sở Thành nhìn cho bụi bám đầy tay, bất đắc dĩ bèn vào nhà rửa tay. Anh tìm được một cái thau, lấy thêm rau dưa cần thiết cùng trứng gà mang ra ngoài, Quý Khinh Chu đánh trứng, sau đó mới bắt đầu nấu đồ ăn. Bởi vì nấu mì ăn liền rất đơn giản, cho nên rất nhanh trong lúc chờ Sở Thành rửa chén, Quý Khinh Chu đã nấu xong mang lên rồi. Chúng ta ăn tạm một bữa đi, tối đến em sẽ làm món ngon khác cho anh ăn. Quý Khinh Chu nói, như này mà gọi là tạm sao, anh dám khẳng định với em. Phần lớn những người ở đây không có ai ăn được món ngon hơn chúng ta đâu. Buổi sáng sau khi giao lưu với nhau, mọi người mới phát hiện có một số người còn không có rau dưa để ăn, bởi vậy mọi người đều vô cùng hâm mộ chiếc tủ lạnh chứa đầy rau dưa trong nhà Quý Khinh Chu và Sở Thành. Em nói xem nếu bọn họ không có đồ ăn, mà cũng không mang theo đồ ăn, vậy họ sẽ ăn gì đây? Sở Thành hỏi, có lẽ họ sẽ hỏi xin từ các vị đồng hương, Quý Khinh Chu suy đoán. Hy vọng bọn họ có thể xin được. Sự thật chứng minh, hiện tại Quý Khinh Chu và Sở Thành là hai người được ăn những món ngon nhất. Trong số những đội ở đây, trừ Quý Khinh Chu, Sở Thành, Quản Hạ Vân và Lưu Tử Hân biết nấu cơm ra, những người còn lại đều không biết nấu cơm. Có những người may mắn có mang theo đồ ăn đựng trong vali, có thể lấy ra ăn tạm thời đỡ đói. Ngược lại nếu không có thì phải đi hỏi xin nguyên liệu nấu ăn từ các vị đồng hương để về nhà nấu cơm. Nhậm Chân cùng Tần Vĩ Minh là hai người không may mắn này, nhưng càng bất hạnh chính là, bởi vì cả hai đều không biết nấu cơm, cho nên khi hỏi xin được nguyên liệu nấu ăn rồi cũng không thể làm gì hơn được nữa, cuối cùng đành phải tùy tiện làm đại vài món lấp tạm hai cái bụng, đã không được ăn no, càng khỏi nói đến chuyện có ngon hay không. Sở Thành cùng Quý Khinh Chu cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, kết quả hai người vừa ngồi xuống giường, mới chợt phát hiện nóc nhà vẫn chưa được lấp. Quý Khinh Chu lo lắng sau khi kết thúc nhiệm vụ buổi chiều thì trời sẽ tối mất, bèn thương lượng với Sở Thành, ra ngoài hỏi mượn các vị đồng hương một cái cây thang, bắt đầu sửa lại nóc nhà. Chương 149 đương nhiên Sở Thành sẽ không để Quý Khinh Chu làm chuyện này, nhưng chính anh cũng chỉ là một công dân bình thường, cầm tấm ván gỗ và búa lên, khoa tay múa chân nửa ngày, lúc này mới đóng ván xong leo xuống. Quý Khinh Chu vịn thang giúp Sở Thành, cậu hỏi ok chưa? Ok rồi. Sở Thành vừa nói vừa leo thang xuống, Quý Khinh Chu chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, ngay lúc anh gần leo xuống đất cậu liền cố ý duỗi tay ra ôm lấy anh, Sở Thành sợ tới mức vội vàng vịn lấy thân thang, anh hoảng sợ quay đầu lại, em làm gì vậy? Em bắt chước anh đó. Sở Thành cảm thấy cậu rất nghịch ngợm, anh vỗ vào tay cậu nói, vừa rồi anh cũng ôm em như vậy sao? Chịu thôi, nếu em cũng ôm bế anh lên, hai ta sẽ ngã sấp mặt xuống đất luôn mất. Bởi vì Sở Thành nặng hơn cậu nhiều lắm. Được rồi, mau buông tay đi, vừa rồi em nói anh thế nào, sao biết rồi mà giờ vẫn làm thế. Bị anh giày hư đó. Cậu thả lỏng vòng tay, sau đó quay đầu nhìn về phía cameraman, xóa bỏ đoạn này đi được không? Cameraman, Quý Khinh Chu cảm thấy hẳn là được, cậu cười nói lời cảm tạ với cameraman. Không có gì, cameraman nói, thế nhưng sao mình cứ có cảm giác hai người này có mùi gay thế nào ấy nhỉ? Không không, cameraman cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Sở Thành đóng ván lợp nóc nhà xong, để yên cây thang ở đấy, cùng Quý Khinh Chu đi vào nhà, chuẩn bị ngủ trưa.
Anh bảo cameraman đi nghỉ ngơi thuận tiện ăn cơm trước đi, sau đó tháo micro, cùng Quý Khinh Chu ngã lưng xuống giường. Sau khi camera trong nhà ghi được một đoạn ngắn hình ảnh hai người ngủ trưa, Sở Thành cảm thấy đủ rồi, bèn đứng dậy tắt hết camera rồi quay lại giường. Anh có mệt không? Quý Khinh Chu hỏi anh. Có một chút, Sở Thành thành thật nói, lượng vận động lớn hơn so với anh tưởng tượng nhiều. Vậy để em xoa bóp giúp anh nhé, Quý Khinh Chu nói, anh xoay người lại đi. Sở Thành duỗi tay ôm cậu, không sao đâu. Anh nhìn Quý Khinh Chu, khẽ nói, nghỉ ngơi một chút đi, chắc buổi chiều vẫn còn những nhiệm vụ khác nữa. Quý Khinh Chu gật đầu, hy vọng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Ừ, hy vọng là vậy. Sở Thành nói xong liền nhắm hai mắt lại. Quý Khinh Chu thấy vậy, cũng nhắm hai mắt lại, căn nhà hai người đang ở được xây ở nơi khuất nắng, nên nhiệt độ không nóng như ở bên ngoài, cho dù hai người ôm nhau ngủ cũng không cảm thấy nóng. Quý Khinh Chu đang lơ mơ buồn ngủ, chợt cảm giác có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi, cậu có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền cảm thấy buồn cười, nhưng lại cố nhịn không bật cười thành tiếng, tiếp tục giả bộ ngủ. Sở Thành thấy cậu ngủ rồi, bèn lại gần hôn nhẹ cậu một cái, đương lúc chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị đối phương cắn lên môi, giây tiếp theo, liền thấy Quý Khinh Chu mở mắt ra, cười ha 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 nhìn anh. Sở Thành có chút xấu hổ, em chưa ngủ à? Nếu em ngủ rồi, làm sao bắt anh hiện hình được? Quý Khinh Chu nhìn anh, cậu nghiêng người nằm sấp trên người anh, có vẻ như anh rất quen cửa quen nẻo nhỉ. Chắc thường ngày vẫn luôn làm vậy đúng không? Sở Thành ra vẻ bình tĩnh nói, anh hôn bạn trai của anh mà, không được sao? Được chứ, nhưng anh lén lút như vậy làm gì? Anh thích. Quý Khinh Chu liếc nhìn anh, da mặt Sở Thành dày đến phát sợ. Quý Khinh Chu cảm thấy anh thế này rất đáng yêu, cậu duỗi tay đè lên môi Sở Thành. Sở Thành có chút nghi hoặc, gì vậy? Nếu chúng ta đều ngủ không được, vậy không bằng làm chút chuyện chúng ta muốn làm. Sở Thành vui mừng nói. Nháy mắt Quý Khinh Chu liền túm hai cánh môi anh trụm vào nhau, nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đang tham gia chương trình đó, anh tưởng chúng ta đang hưu nhàn nghỉ phép sao? Sở Thành muốn nói chuyện nhưng miệng lại bị cậu chặn lại, muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Quý Khinh Chu thả tay ra, cậu nói, nếu chúng ta đều ngủ không được, vậy không bằng sắp xếp lại các nguyên liệu nấu ăn đi, lấy những thứ có thể sử dụng được trong vali ra, lau dọn sạch sẽ chỗ này. Vừa nói dứt câu, cậu liền xoay người chuẩn bị xuống giường, nhưng sau đó lại bị Sở Thành giữ lại, đè ở trên giường, sáng giờ chúng ta chưa đủ vất vả sao? Lúc này còn muốn lao động nữa, sao em yêu lao động quá vậy? Em là lớp phó lao động à? Lao động là quang vinh nhất, Quý Khinh Chu trả lời. Vậy em lao động trên người anh đi. Sở Thành nói xong liền cúi người xuống hôn cậu, dù sao thì cũng đã bị phát hiện rồi, không bằng hôn cho đã luôn đi. Quý Khinh Chu hết cách, đành phải náo loạn với Sở Thành, làm loạn trên giường một hồi cuối cùng cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, yên lặng nằm ngủ trong lòng Sở Thành. Thời điểm cameraman tiến đến gõ cửa lần nữa, hai người đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Sở Thành xuống giường chỉnh lại quần áo, sau đó lại xoay người chỉnh cho Quý Khinh Chu, mở camera trong nhà, sau đó mới ra mở cửa. Cameraman nhìn thấy anh, liền duỗi tay đưa cho anh một thẻ nhiệm vụ. Sở Thành mở ra, liền thấy trên thẻ có một dòng chữ, bán hoa quả. Sở Thành ngáp một cái, anh ngồi xuống giường, đưa tấm thẻ trong tay cho Quý Khinh Chu người mới vừa tỉnh ngủ đang ngồi ngây ngốc trên giường xem. Quý Khinh Chu vô lực tiếp nhận, đến khi nhìn thấy quy tắc nhiệm vụ ở đằng sau tấm thẻ, cậu bèn bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, lại lao động nữa rồi. Sở Thành thấy dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh ngủ của cậu, muốn hôn cậu một cái, nhưng đáng tiếc hiện tại cả hai đang tham gia chương trình, lúc này mới tạm thời nhịn xuống. Quý Khinh Chu xuống giường xỏ giày vào, cậu có chút khát nước nên sau khi dùng gáo mốc nước từ lu nước bên cạnh vào ly, cậu liền cầm ly lên uống liền mấy ngụm. Anh uống không? Cậu hỏi Sở Thành, uống được không? Sở Thành rất hoài nghi, không cần đun nóng lên sao? Không cần, loại nước giếng này có thể uống trực tiếp được, chỉ là không được uống quá nhiều mà thôi. Sở Thành nghe vậy, bèn bán tín bán nghi đi qua nhận lấy ly nước trong tay cậu, uống một ngụm. Đi thôi, xuất phát. Lúc này chỉ mới 2 giờ rưỡi chiều, trời vẫn còn nắng nóng, nên hầu hết các ngôi sao nữ đều bôi kem và mặc các trang phục chống nắng. Dư An Nghi thấy Quý Khinh Chu đi tới, liền kéo lấy tay cậu, phun một ít kem chống nắng lên. Cậu làm gì vậy? Quý Khinh Chu hoang mang, vừa đứng yên để cô phun chống nắng vừa cười hỏi cô. Buổi sáng cậu giúp tôi gánh nước, nên giờ tôi giúp cậu phun chống nắng, lễ thượng vãng lai,
tôi với cậu ai cũng không mắc nợ ai. Được rồi, thật ra Quý Khinh Chu cảm thấy chuyện này không đáng là bao cả, nhưng nhớ lại những lúc vào hè cậu đi đóng phim, các fan ở trên sân bay lẫn cả Weibo đều một hai dặn dò cậu nhất định phải dùng đồ chống nắng, liền ngoan ngoãn để yên cho Dư An Nghi phun, nhất định fan của tôi sẽ rất biết ơn cậu. Tất nhiên rồi, Dư An Nghi phun cho cậu xong, thuận đường còn phun một ít cho Sở Thành, từ trước đến nay Sở Thành đều không để tâm đến mấy chuyện dâu ria cô làm, luôn tùy ý cô thôi. Lưu Tử Đồng thấy vậy, cũng lấy mình phun chống nắng ra phun một ít cho anh trai. Mạnh Nguyên Bạch cùng Liên Cảnh Hành mới vừa đến, nhìn thấy mọi người đang phun chống nắng, Mạnh Nguyên Bạch liền bày ra vẻ thích thú nói, An Nghi, phun một ít cho tôi với. Dư An Nghi đưa bình phun chống nắng qua, anh tự mình phun đi. Ấy đối xử khác biệt quá nha. Mạnh Nguyên Bạch ra vẻ thương tâm nói. Anh là đàn em của tôi sao? Dư An Nghi hỏi lại. Tôi không phải, nhưng Cảnh Hành là đàn anh của cô mà. Đây đây, phun cho Cảnh Hành với. Dư An Nghi yên lặng đẩy Quý Khinh Chu về phía trước. Nè, cho cậu cơ hội hiếu thuận với đàn anh đó. Liên Cảnh Hành, Sở Thành duỗi tay kéo Quý Khinh Chu về. Một tên đàn ông như cậu ta, phun chống nắng làm gì, vậy là được rồi. Quý Khinh Chu cạn lời nhìn về phía Sở Thành người vừa mới được phun chống nắng xong, anh cảm thấy anh có tư cách nói những lời này sao? Rất nhanh, những người khác cũng đã tập hợp đông đủ, người chủ trì bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ lần này là bán hoa quả. Các vị có nhìn thấy những cái rổ ở trước mặt tôi không? Một lát nữa, các vị sẽ mang rổ đi theo các vị đồng hương đến vườn hoa quả để hái hoa quả, sau đó sẽ mang những loại hoa quả này lên trấn trên đi bán. Thời gian hái hoa quả là 40 phút, sau đó nhân viên công tác sẽ lái xe đưa mọi người đến trấn trên, trong vòng 2 giờ đồng hồ, đội nào kiếm được nhiều tiền nhất, sẽ là đội xuất sắc nhất. Số tiền kiếm được của mỗi đội sẽ quyết định thứ tự ưu tiên lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay, đội đứng cuối sẽ không có nguyên liệu nấu ăn. Tàn nhẫn thế, Trương Gia Thụy kinh ngạc, vậy nên các vị khách quý, hãy cố lên. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành nhìn nhau. Chợt cảm thấy lúc ấy hai người lựa chọn tủ lạnh đúng là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì, cho dù hai người là đội đứng cuối, thì cũng có thể dùng nguyên liệu nấu ăn bên trong tủ lạnh, không đến mức sẽ bị đói. Hai người cầm rổ lên, đi theo đồng hương vào vườn hoa quả, vào rồi mới biết hóa ra là một vườn táo đã chĩu quả. Vị đồng hương rất hào phóng, cứ hái tùy ý đi. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành nhanh chóng hành động, bắt đầu hái táo. Quý Khinh Chu muốn nếm thử quả táo nơi này. Xem thử có ngọt hay không, nhưng gần đây lại không có nước, đứng lúc cậu đang do dự không biết có nên cắn luôn một ngụm luôn không, chợt nghe thấy có người gọi, Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu quay đầu lại, quản Hạ Vân đưa một túi khăn ướt sang cho cậu này, cần thì cậu cứ nói với tôi. Quý Khinh Chu cảm thấy đúng là mới vừa buồn ngủ liền có người kê sẵn gối đầu cho rồi, vừa nhận vừa khẽ nói, cảm ơn. Không có gì, quản Hạ Vân cười cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Trở về bên cạnh Dư An Nghi. Quý Khinh Chu nhìn túi khăn ướt trong tay, mới vừa xé túi ra tính lấy một mảnh, đã bị người nào đó giật lấy. Sao thế? Cậu nhìn về phía Sở Thành. Sở Thành nhìn quản Hạ Vân với vẻ mặt sâu xa, không có gì, anh lau táo giúp em. Anh vừa nói xong, liền chọn một quả táo tương đối chín đỏ, lau sạch rồi đưa cho Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu cắn một ngụm, không tồi, táo rất ngọt, anh nếm thử xem. Sở Thành liền cắn một ngụm, cũng được, rất ngọt đúng không? Sở Thành nhìn cậu, anh dựa sát vào cậu khẽ nói, chủ yếu là vì em ngọt. Quý Khinh Chu cảm thấy từ khi cậu và Sở Thành quay lại với nhau, dường như anh đã biến thành cái chốt mở lời âu yếm rồi, lúc nào cũng muốn mở miệng trêu chọc cậu hai ba câu. Nhưng mỗi lần như thế anh đều bày ra dáng vẻ rất đứng đắn, phảng phất như đó không phải những lời anh vừa nói, mau đi hái táo đi. Sở Thành gật đầu. Thuận tay cầm túi khăn ướt trên tay cậu đi, bỏ vào trong túi quần, anh trèo lên cây hái, lát nữa em cứ đưa rổ lên cho anh. Được, Quý Khinh Chu cũng không lưu luyến túi khăn ướt kia, đối với cậu mà nói, dù đặt trong tay cậu hay tay Sở Thành, cơ bản cũng giống nhau thôi. Quản Hạ Vân thấy túi khăn ướt cậu đưa cho Quý Khinh Chu đã nằm trong tay Sở Thành, không khỏi thở dài trong lòng, bỗng dưng có chút thương tâm không nói nên lời. Sở Thành trèo lên cây. Rất nhanh đã hái được một rổ táo đưa xuống cho Quý Khinh Chu, sau đó lại trèo lên một cái cây khác, cũng hái đầy một rổ xuống. Thời điểm chuẩn bị leo xuống, anh nhìn Quý Khinh Chu, cố ý hỏi, anh muốn nhảy xuống, em có đỡ anh không? Quý Khinh Chu lùi về sau một bước, tim em muốn đỡ,
nhưng tay lại không. Sở Thành cười khẽ, anh thả người nhảy xuống. Quý Khinh Chu đi qua đỡ anh dậy, chân tình thật cảm nói, ngầu phết. Anh đẹp trai ngầu lòi ở trước mặt em, mà em lại chẳng dám đỡ. Nếu anh trẻ đi 20 tuổi, em sẽ đỡ anh. Sở Thành nghe vậy, liền nở nụ cười, nếu anh trẻ đi 20 tuổi, anh sẽ tham gia chương trình giải trí này với em được sao? Anh nói xong, đang định đi giúp Dư An Nghi, liền thấy Liên Cảnh Hành đã đứng bên cạnh Dư An Nghi từ lúc nào. Sở Thành nhướng mày, ý bảo Quý Khinh Chu nhìn về phía đó xem. Quý Khinh Chu vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Dư An Nghi đang phối hợp hái táo cùng với Liên Cảnh Hành, nháy mắt cậu liền hiểu rõ vì sao Sở Thành lại bày ra vẻ mặt như đang xem diễn này. Đi thôi, xem ra An Nghi không cần chúng ta hỗ trợ rồi. Chương 150, đúng vậy. Sở Thành nhìn Liên Cảnh Hành, đâu chỉ không cần, có khi bây giờ Liên Cảnh Hành còn đang lo lắng mình và Quý Khinh Chu có đi qua đó hay không đây. Quá nhỏ, Sở Thành chợt nhớ lại thái độ của Dư An Nghi đối với Liên Cảnh Hành từ sáng hôm nay, bỗng dưng lương tâm online, không bước qua đó phá hư bầu không khí giữa hai người họ. Nhân viên công tác nhắc nhở thời gian còn lại không nhiều, Sở Thành cùng Quý Khinh Chu thấy rổ đã đầy, bèn rời khỏi vườn hoa quả, ngồi trong xe chờ những người khác. Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy là đội thứ hai lên xe, theo sau đó là anh em Lưu Tử Đồng, đội Liên Cảnh Hành Mạnh Nguyên Bạch và đội Dư An Nghi quản Hạ Vân lên xe cùng lúc. Quý Khinh Chu chú ý tới rổ của đội Dư An Nghi chưa đầy, bèn hỏi, sao các cậu không hái đầy rổ? Hái thêm nữa sẽ không nâng nổi luôn mất. Dư An Nghi cũng hết cách rồi, không sao đâu, lúc đi ra khỏi vườn tôi thấy đội Nhậm Chân cũng không hái được nhiều hơn tôi đâu. Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, phải không? Phải, vậy nên tôi cảm thấy chúng tôi hái được nhiều thế này là ổn rồi. Cuối cùng đội của Nhậm Chân cũng bước lên xe. Quý Khinh Chu phát hiện quả nhiên rổ của hai người họ cũng không được đầy, thậm chí còn ít táo hơn rổ của Dư An Nghi. Thật đúng như Dư An Nghi nói, cậu thầm nghĩ, Nhậm Chân thì khỏi nói đi, nhưng chẳng lẽ Tần Vị Minh lại hái ít táo thế này sao? Nhưng dù sao thì cũng không thân không quen, cậu không nói gì, chỉ khẽ thầm thì với Sở Thành vài đôi câu. Người chủ chỉ thấy mọi người lên xe đông đủ rồi, liền bảo tài xế khởi động xe, Quý Khinh Chu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên sẽ tán gẫu vài câu với Sở Thành, cả đường thuận lợi đi vào thị trấn. Thị trấn này không lớn, thậm chí có thể nói là hơi nhỏ. Tài xế lái xe chạy thẳng vào mấy chỗ bán thức ăn trong chợ, lúc này mới ngừng lại. Quý Khinh Chu và Sở Thành xuống xe, nhìn các quầy sạp cũ kỹ bán thức ăn ở trước mặt, tìm một chỗ đất trống, sau đó đặt rổ xuống chuẩn bị bán táo. Thế nhưng đứng nửa ngày mà chẳng có người nào lên tiếng hét giao giá, cậu nhìn tôi nhìn cậu. Ai nấy cũng đều xấu hổ nhìn nhau. Cuối cùng, Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy dùng kéo búa bao để quyết định, người thua sẽ là người đầu tiên giao giá, bán táo đây. Có một tiếng giao này, lập tức quần chúng đi ngang qua liền đến vây xem, có cô gái nhỏ lại đây dò hỏi, bán thế nào nha? Lý Dật Minh cùng Trương Gia Thụy nào biết giá cả thế nào, bèn hỏi lại cô nhóc, ở đây mọi người bán thế nào? Trên dưới 2 đồng, rẻ thế ư, Trương Gia Thụy khiếp sợ. Ở đây không thiếu táo, nên toàn bán rẻ thôi. Vậy 2 đồng đi. Được, em muốn 2 cân. Nhưng tụi anh không có cân. Lúc này Trương Gia Thụy cùng Lý Dật Minh mới kinh ngạc phát hiện, cho dù chúng ta biết một cân táo bao nhiêu tiền thì có ích gì. Chúng ta cũng đâu có cân đâu. Người qua đường vây xem nghe xong những lời này, bèn nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Quý Khinh Chu cùng Sở Thành đang tò mò xem Lý Dật Minh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, chợt nghe có người hỏi. Hai anh bán táo này thế nào? Sở Thành nào biết mấy chuyện này, anh quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, chỉ vào cậu nói, hỏi em ấy ấy. Quý Khinh Chu cũng đang hoang mang lắm rồi, cậu nghĩ, 5 hào một quả được không? Hơi đắt rồi đó, cô gái hỏi mua nói, 2 đồng một cân không thể nào ít hơn 4 quả được. Nhưng táo của anh lớn, Quý Khinh Chu cầm một quả táo lên cho cô xem. Chủ yếu là anh cũng không biết rốt cuộc một cân sẽ được mấy quả nữa. Thôi vậy đi, 1 đồng 3 quả, em muốn 6 quả. Được, Quý Khinh Chu gật đầu. Cảm ơn trời đất, tổ chương trình còn chuẩn bị bao ni lông cho hai người họ. Quý Khinh Chu lập tức lấy mấy quả táo vừa to vừa chín đỏ bỏ vào trong bao, của em đây. Cô gái liền thanh toán 2 đồng, nhìn cậu vài lần, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi. Trương Gia Thụy cùng Lý Dật Minh thấy vậy. Cũng lập tức nói, 1 đồng 3 quả. Cuối cùng, mọi người đều quyết định giá 1 đồng 3 quả, bắt đầu hô giá thu hút khách hàng.
Liên Cảnh Hành cùng Dư An Nghi là hai minh tinh có độ nổi tiếng cao nhất, cho dù người qua đường đi ngang qua không nói được tên hai người họ, nhưng cũng cảm thấy quen, vừa lên tiếng hỏi mua táo, vừa hỏi có phải cô cậu là người này hay không. Sở Thành ngẩng đầu lên xem xét tình hình, sao anh có cảm giác hai người đó sẽ bán hết nhanh hơn chúng ta vậy? Hiệu ứng minh tinh đó, rất nhiều người biết đến hai người họ. Quý Khinh Chu cảm thán, cũng may hai người đó không ở cùng một đội, bằng không có lẽ chúng ta sẽ thành người vô hình luôn mất. Nhưng chúng ta vẫn ổn mà. Sở Thành tiếp tục nhìn, xác nhận trừ bỏ Liên Cảnh Hành cùng Dư An Nghi ra, những người khác đều không bán được nhiều bằng anh và Quý Khinh Chu, lúc này mới yên tâm. Dư An Nghi diễn nhiều phim truyền hình, vừa nổi tiếng vừa có gương mặt xinh đẹp, những người nhận ra cô đều nguyện ý tới cổ vũ cho cô, cho dù không quen biết cô thì cũng sẽ vì gương mặt xinh đẹp của cô mà mua những 5 hoặc 10 đồng quả táo. Chỉ mới 1 giờ đồng hồ trôi qua, cô và quản Hạ Vân đã bán hết xong rổ táo rồi. Bởi vì tổ chương trình không cho phép hỗ trợ các đội khác ở nhiệm vụ này, nên Dư An Nghi liền kéo quản Hạ Vân lên xe, chờ những người khác bán xong. Kế đó, Liên Cảnh Hành cùng Mãnh Nguyên Bạch cũng bán hết rổ táo, Quý Khinh Chu cùng Sở Thành thì chậm hơn một bước, nhưng cũng hoàn thành và đứng thứ 3. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng bán hết táo lên xe. Nhậm Chân, Tần Vĩ Minh và anh em Lưu Tử Đồng cùng nhau lên xe, nhưng sắc mặt của hai người trước không được tốt lắm, bởi vì hai người họ là đội đứng cuối. Tần Vĩ Minh vô cùng tức giận, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng làm loại chuyện này, hiện tại hết gánh nước lại tới bán hàng, đã thế còn là đội đứng chót, liên tục nhận phải trừng phạt, khiến anh ta vô cớ có chút phiền muộn, thậm chí còn sinh ra một chút oán giận với chương trình giải trí này. Mọi người tập hợp tại nơi xuất phát ban đầu, người chủ trì đặt ở phía trước một cái bàn, trên bàn bày ra 5 phần nguyên liệu nấu ăn, phần tốt nhất được đặt trong một cái thau ở bên trái, bên trong có gạo, rau xanh, đậu que, cà chua, trứng gà cùng một con cá. Phần thứ hai chỉ có gạo, rau xanh, đậu que cùng trứng gà. Phần thứ ba là bột mì, cà chua, trứng gà. Phần thứ tư là bột mì và rau xanh, còn phần thứ năm thì chỉ có 2 cái bánh bao. Mọi người nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, nháy mắt liền than thở. Người chủ chỉ thấy vậy, bèn thêm 2 quả táo vào mỗi phần nguyên liệu nấu ăn, ra vẻ hài hước nói, như vậy được chưa? Mọi người đều khóc không ra nước mắt, người chủ chỉ cười nói, hiện tại, các vị kiểm kê số tiền trong tay của mình một chút, bắt đầu từ Cảnh Hành. 51, Liên Cảnh Hành nói, 44. Dư An Nghi nói, 50. Quý Khinh Chu nói, 45. Lưu Tử Hân kinh ngạc, không ngờ cô lại nhiều hơn Dư An Nghi một đồng. 47. Lý Giật Minh rất vui bởi vì tối nay anh và Trương Gia Thụy có cơm ăn rồi. 49. Tần Vĩ Minh bình tĩnh nói. Lời này vừa nói xong, Quý Khinh Chu cùng Nhậm Chân đều không tự chủ được nhìn về phía anh ta. Quý Khinh Chu chú ý tới sự kinh ngạc trong mắt Nhậm Chân, tuy chỉ một chốc thoáng qua và Nhậm Chân cũng nhanh chóng cúi đầu, nhưng cậu vẫn thấy được điều đó. Không có khả năng, cậu nhớ rổ của Tần Vĩ Minh cùng Nhậm Chân không chứa đầy táo, sao có thể bán cùng giá mà lại xấp xỉ số tiền thu được với đội của cậu được. Lúc hái táo, bên cậu đều chọn những quả táo lớn, cậu nhớ rõ trong rổ của Nhậm Chân cũng toàn những quả táo lớn giống như của cậu, không lý nào cô có ít táo hơn cậu, mà lại bán thu được số tiền xấp xỉ cậu được. Đặc biệt là khi tất cả mọi người đều đồng loạt để giá 1 đồng 3 quả. Xem ra, đội đứng cuối là An Nghi cùng Hạ Vân. Dư An Nghi không thể tin được, tôi nhỏ đến thế sao? Sớm biết vậy tôi đã cầm 10 đồng chú kia cho rồi. Quản Hạ Vân an ủi cô, không sao đâu. Nhà của chúng ta còn nguyên liệu nấu ăn không? Dư An Nghi thầm hy vọng trong lòng. Quản Hạ Vân lắc đầu, nháy mắt Dư An Nghi liền cảm thấy tuyệt vọng. Ôi, tôi đúng là nhỏ quá đi. Quý Khinh Chu thấy cả khuôn mặt của cô đều nhíu lại, bèn có tâm giúp cô, nhìn người chủ trì cười nói, vậy số tiền này thì sao đây? Tôi tưởng chương trình sẽ cho người thu về đếm chứ? Không đếm sao, cho chúng tôi hết sao? Tần Vĩ Minh yên lặng nhìn cậu một cái. Dư An Nghi liền bắt được mấu chốt vấn đề, đúng vậy, các người không đếm sao? Không sợ chúng tôi nói bừa à? Một trận thi đấu mà, chắc không có người giở trò bịp bợm đâu. Nhậm Chân yên lặng quay đầu lại nhìn chồng một cái, không hiểu vì sao đột nhiên chồng cô lại nói dối. Cô nắm chặt bàn tay, hy vọng người chủ trì giữ vững quan điểm, không cần kiểm kê số tiền. Đếm đi, Sở Thành đột nhiên nói. Anh và Quý Khinh Chu đã bên nhau từ lâu nên anh biết cậu sẽ không tùy tiện nói vu vơ chuyện này. Cậu luôn nhấn mạnh cần phải đếm, tức là cậu đang hy vọng tổ chương trình sẽ đếm số tiền.
làm gì quan trọng thế? Tần Vĩ Minh cười xòa, chẳng lẽ mọi người lại nói dối nhau? Dù có đếm thì Dư An Nghi cũng vẫn là đội cuối cùng, bộ không thấy xấu hổ sao? Sở Thành cảm thấy người này chẳng hiểu biết gì về Dư An Nghi sất, anh nhìn về phía Dư An Nghi, em sẽ xấu hổ sao? Tại sao phải xấu hổ? Dư An Nghi khó hiểu, có gì mà phải xấu hổ? Sở Thành rời mắt về phía Tần Vĩ Minh, nhìn xem. Tần Vĩ Minh cắn chặt răng, vốn dĩ anh ta không muốn nói dối, nhưng khi nghe được người chủ trì bảo mọi người tự kiểm kê số tiền, mắt thấy số tiền của những người khác đều nhiều hơn của anh ta, hơn nữa anh ta cũng không muốn làm đội cuối cùng, nên lúc này mới bị ma bu quỷ ám nhất thời không khống chế được, nói ra một con số xấp xỉ tự anh ta cho là có thể an toàn đứng ở giữa. Khi nghe được người chủ trì tuyên bố đội nào là đội đứng cuối, anh ta cho rằng việc này cứ thế đã qua rồi, nhưng không ngờ Quý Khinh Chu cùng Dư An Nghi kẻ xướng người họa, yêu cầu tổ chương trình kiểm kê số tiền, nếu đếm được số tiền hiện có ít hơn số tiền anh ta báo tận mười mấy đồng, vậy thể diện của anh ta có thể để đâu được nữa. Dù sao tôi cũng cảm thấy không cần thiết, chỉ là một trò chơi mà thôi, có cần thiết đưa ra những phỏng đoán ác ý lên các khách mời không? Nếu cô không chịu được thua, vậy cùng lắm tôi sẽ đưa phần nguyên liệu nấu ăn của đội tôi cho cô, vậy là được rồi chứ gì. Ai không chịu được thua? Dư An Nghi không thích nghe những lời này chút nào, không đếm thì không đếm, ai cần anh làm, tôi đây ăn ít xem như giảm béo. Vừa nói xong, cô liền tức giận quay đầu hừ một tiếng. Sở Thành nhìn Dư An Nghi tức giận, lại nhìn sang Tần Vĩ Minh đang bày ra vẻ nhàn nhã khoan dung độ lượng, vốn dĩ không muốn nói sâu về vấn đề này, nhưng lúc này lại không muốn buông tha nó nữa. Phỏng đoán ác ý sao? Anh lạnh lùng cười một tiếng, nghiêm trọng đến thế sao? Chúng tôi chỉ bảo tổ chương trình kiểm kê lại số tiền thôi mà. Chúng ta mệt mỏi cả ngày, khó tránh khỏi đôi lúc sẽ xảy ra sơ sót, số tiền mọi người thu về được cũng xấp xỉ nhau, nên lỡ như có ai đó sơ ý đếm sai, vậy không phải là đáng tiếc lắm sao? Nếu anh sợ anh đếm sai, ắt hẳn đếm lại thứ hạng của anh sẽ khác với lúc trước, anh có thể nhờ tổ chương trình kiểm kê số tiền giùm anh, đừng kéo chúng tôi xuống chung. Ai là, chúng tôi, với anh? Dư An Nghi tức giận cực kỳ, vừa nghe thấy lời này, cô chỉ cảm thấy một người đàn ông sao lại có thể tranh cãi nói chuyện như một gái đi 3 mét thế này, gì mà kéo người xuống chứ? Anh là anh, tôi là tôi, những người khác là những người khác, bộ chúng ta thân quen với nhau lắm sao? Anh nói chúng tôi hay lắm, vậy anh không muốn đếm, là vì cảm thấy chột dạ đúng không? Tôi chột dạ cái gì? Tôi chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, không cần thiết mà thôi. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.